trăm cổ thì cũng có bể hàng không? Ngoài kia kìa, cái kia nó một mẫu hay hai mẫu vậy? Cổ tim này, cổ tim đấy, cổ tim. Nhưng mà sao ngoài đến ngoài em quả khác? Quả đấy quả gì đấy? Quả xoài. Đây quả xoài. Đây. Ờ đây cổ tim quả xoài. Này. Tim à? Ừ. Ngọc Anh ơi, em đứng dậy em bấm cho chị cái bóng điện ở dưới kia cái. Bật đốt bóng điện ở dưới kia cái. Có màu trắng này đúng không? Hello, tình yêu, em chào chị anh Tuyết Nguyễn nhá. Tháng mới may mắn nhé, em cảm ơn chị yêu. Em ơi xuống dưới kia chốt em ơi. Hello các bác. Còn gối đầu á? Gối đầu là cái gì? Lõi gối hay là vỏ gối à chị? Chị Hoa ơi, chị bảo mẹ em cho em xin một cốc nước trà gừng với. Chị Huyền Bình ơi, ngày nào em cũng uống nước trà gừng của chị đấy. Ngon cực luôn. Cảm ơn tình yêu. Ngày nào cũng phải làm hai cốc liền ý. Hàng của mình đã về, ship qua, đi qua nhà, quên chưa ship, chiều mới nhận, chờ đợi quá. Em cảm ơn chị nhá, thế thì chiều để ý điện thoại nhá. Áo em mặc á, nó chỉ còn màu trắng thôi. Gối đầu, cái lõi gối em còn hay sao? Còn chị ạ, chị cứ lấy vào vỏ gối cho em. Áo trắng em mặc là, con này mấy trăm ấy nhở? 300 mấy? Áo trắng em mặc là 300 mấy? Bách ở chỗ, hôm nay cái hàng nó xách ra chỗ khu đấy. Áo em mặc nó là 330. Ôi chứ hôm đấy em bảo em để lại cái em cái màu đỏ mà em quên mất. Là gì còn cái gì? Không còn thế nào á? À? Còn lấy được cái trắng không? Quần sóc không cắn chỉ đâu. Em bán bao nhiêu năm nay rồi. Để em một tí em chia sẻ cái bài like của em ra đã. Áo em mặc là chị xem của em là cái mã gì vậy? MK13. Áo em mặc là mã MK13. Áo trắng em mặc là mã MK13 tình yêu ơi. Áo này là 330 nghìn nè chị. À MK12. Quần kẻ em đang hết hàng, đợi em mấy hôm nữa nhá. Hết sạch tính xanh luôn. Áo em mặc nó là chất cốt tông chị ạ. Chất cốt tông và cái tay của nó sẽ là tay pha tơ. Tay pha tơ trông rất là đẹp luôn này. Em chào chị Phượng Hoàng nhá. Áo em mặc nó còn có mấy chiếc thôi, hết rồi. Đợt này đặt hàng hàng tàu, hàng Quảng Châu có đâu. Ít lắm. Còn em mặc nó là 300 mấy. Áo 330, quần 330 hay sao ấy? À quần 320, áo 330. Đẹp lắm. Mặc cả set thì rất xinh luôn. Em không trưng cái đường phèn mà em cứ thấy pha với lại nước ấm cho em uống rồi. Ừ, giữ cổ họng tốt đúng không? Em cảm thấy là uống xong là mình cảm giác như là cái cổ họng nó mình nó không bị đau ấy, xong là nó nên nó không bị rát. Đấy, mà nhất thời tiết mà em hay nói nhiều thế này. Mà thời tiết nó đang ra mùa, nó kiểu là hanh hanh khô thế này ấy. Em uống, ngày em uống 2 lần liền. Kiểu nó nghiện lên cái mùi nó thơm nữa đúng không ạ? Cảm ơn tình yêu. À, quần em mặc nó là 320.000 nhưng mà đang hết hàng chị ạ. Nhận được nước giặt rồi ạ, quần áo rồi rất đẹp, em cảm ơn chị nhá. Áo em mặc xem còn có mấy cái, đợi tí em lên nhá. Chị ơi, à đây này. Em còn sót một ít cái hàng dài tay. Đấy chị ạ, còn sót một ít cái hàng dài tay này. Em tặng khách luôn nhá. Bây giờ em xem còn size nào vừa thì các chị mình chốt. Được chưa? Còn size nào vừa các chị mình chốt đơn hàng. Nó là dày tay và toàn hàng đẹp luôn ạ. Các bác vào like chia sẻ bài cho em nhá. Vào like chia sẻ like cho
em ạ, tại vì comment nó ẩn lắm các chị ạ, cố gắng giúp em với. Các chị này, em ơi xinh dã man luôn, các chị nhìn hàng này, toàn bộ hàng đợt trước em bán của nó là 185, 195 với lại là 201 một cái. Đấy, bây giờ em đang còn lẻ sai, các chị comment mã này là mã lộc 1, các chị nhá, lộc 1 kèm là số điện thoại cho em ạ. Em tặng nhá, 50.000 một cái, đúng không ạ, 50.000 đồng một cái ạ. Các chị comment là lộc 1 cộng theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Em ơi đẹp dã man, con này size M các chị tầm 55, 56 cân đổ về. Chị nào tầm khoảng 55, 56 cân đổ về em chốt đơn lộc 1 cộng số điện thoại cho em. Lộc 1 cộng theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Cảm ơn chị Thúy Nga nhá. À chống nắng em mua không thấy à, chị Lan Phạm màu rồi, ok chị để lại số điện thoại ạ. Đặt hàng mấy nhân viên có chốt đơn nhà em đang gọi chốt đấy chị ạ. Trưa trưa này các bạn nhân viên đang nghỉ ăn trưa thì tí nữa tầm khoảng là nửa tiếng nữa các bạn làm việc nhá. Mã này các bác lên là lộc 1 cho em ạ, 50.000. Em tặng các chị mình 50.000, có đúng một cái thôi. Có đúng mỗi thứ còn một chiếc thôi các chị này, nó không còn hàng đâu ấy, nó là mẫu lẻ. Lộc 1 này chị ơi. Cho vào túi bóng luôn cho em đi. Em bảo này, chị cho vào túi nhá. Xong là chị viết cái chữ nhỏ nhỏ ấy, chị nhét luôn một cái hẳn vào trong cái này cho nó khỏi bị rơi ra. Được không? Tí nữa em sắp lại. Lộc 2 cho em này, cái này có một con XL 60 65 cân. XL mỗi ngày các chị tầm 60 đến 65 cân ạ. À. Chị ơi cái mã đấy là 638 đúng không? Đây này còn một con XL này, lộc 1 em còn một cái XL nhá. Còn một cái XL cho các chị nhà mình tầm 60 65 cân. Tầm của 60 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. À. Lộc 1 cho em ạ, XL kèm theo số điện thoại ạ. À. Lộc 1 XL cộng theo số điện thoại cho em. Đẹp dã man luôn này, còn XL nhá. Các chị cứ comment cho em xin cả cái chiều cao cân nặng nữa. Sao chị nào có size vừa thì em gọi chốt được chưa ạ? Chị nào có size vừa em gọi chốt đơn. Ví dụ chị comment là lộc 1 60 cân chẳng hạn ấy thì các chị comment luôn cả cân nặng chiều cao của mình vào cho em. Lộc 1 cho em màu màu đen, à quên, còn nó còn đúng một màu đen thôi ý, và size XL, còn một cái size M một cái XL này. Lên đơn hàng cho là lộc 1 kèm số điện thoại cho em ạ. 50.000 một cái. Tiếp theo mã là lộc 2 cho em này. Lộc 2 cộng số điện thoại cho em XL, các chị cũng tầm 60 cân đến 65 cân. 60 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn này các chị này. 60 cân đến 65 cân, nhớ là các chị mình lấy kèm một đơn hàng giúp em với. Tại vì là một cái 50.000 em cũng không đi được đơn ý. Cố gắng cho em ạ, tí nữa có mã nào các chị mình lấy kèm đơn hàng cho em nhá. Mã này các chị lên đơn là lộc 2 ạ. Lộc 2 cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn này, em tặng các chị mình 50.000 một chiếc. Lộc 2 cho em XL cộng theo số điện thoại ạ. Lộc 2 XL cộng theo số điện thoại cho em 50.000 đồng. Để chạm 50.000 đồng cho em ạ. XL nhá, 60 cân đến 65 cân này chị này. Em xem cái mã nào nó còn. Đây XL. Ồ bây giờ như thế nào nhỉ? Hay là những cái mã lẻ này em cho các chị 50.000 một cái hết nhá. Nhưng mà chỉ chọn được cái size vừa thôi. Để chạm mình chỉ chọn được size vừa cho em đi. Lộc 3 này. Em thề luôn ạ, chị nào mình được cái nào mình sướng cái đấy. Được cái nào đẹp cái đấy luôn. Đây các chị này. Toàn hàng xịn sò luôn ạ. Cho các chị lộc 3 là lộn xộn hết rồi. Chị nào được cái nào nặng được cái đấy, ok cái đấy luôn cho em ạ. 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc ạ. Chia sẻ like cho em, thả tim cho em cái nào. Lộc 3 cho em ạ, 50.000 đồng ạ. Aloso luôn. Áo luôn đang mặc là mã MK bao nhiêu? À quên mã gì. Mã gì? Áo chị đang mặc mã gì? MK12 đó. Áo em mặc là mã MK12, đó là 330.000. Còn đã, tất cả những cái mã lẻ các chị này, toàn hàng đẹp thôi. Cho các chị mình 50.000 một cái. 50.000 một cái cho em ạ. Không chọn kiểu nhá, không chọn kiểu đi. Như thế này cho nó dễ để em tổng hợp tất cả các cái mã lẻ lẻ nhá em ơi. Chỗ cái này là ngắn tay hay dài tay đấy? Đây này. Để em xem nó là ngắn tay nhá, em vẫn đang bán đây này. Đây này, đứa nào dồn cả cái ngắn tay vào của em 782 nhá, em vẫn đang bán đây này. Bỏ ra riêng cho em cái. Tí kiểm tra lại chị giúp của em những cả những cái treo treo ở trên kia, trong cái nào dài tay bỏ đây cho em cái. Đẹp lắm ý, các chị ơi, nhưng mà nó lẻ mẫu. Nó lẻ mẫu cho em ạ. Lộc 3 là tất cả các mã em dồn vào một luôn đi. Được chưa ạ? Các bác chốt luôn lộc 3 cho em này. Lộc 3 cộng số điện thoại nhá. Xinh xinh ơi là xinh luôn. Được chưa ạ? Xinh xinh ơi là xinh luôn như thế này. 50.000 một cái. Xuống đời luôn các chị này. Cứ 50.000 một chiếc cho em. Mà toàn bộ hàng em bán 190-200. Toàn bộ hàng 190-200.000. Bây giờ cho các chị cứ 50.000 một cái, có cả tay lỡ các chị nhá. Có cả tay lỡ luôn ạ, 50.000 đồng một chiếc. Em ơi này, đẹp chưa? Các chị mình ơi, 50.000 có ok không? Có được không ạ? Em nhớ sẽ khách sỉ đang đòi ôm hết. Khách sỉ đang bảo ôm hết, em bảo thôi để cho khách lẻ em mà mỗi chị 1-2 chiếc. Mỗi chị 2-3 chiếc. Đúng không ạ? Mỗi chị 2-3 chiếc luôn.
Đây này các chị này, ai bán các chị áo này 50.000 đúng không? Em cứ dồn các chị luôn ạ, tất cả các mẫu lộn xộn aloso luôn ạ, cứ 50.000 một cái. Tất cả các mẫu đều đẹp luôn mà. Trong vụ em bán rất là nhiều rồi nhưng bây giờ nó kiểu nó cứ lẻ 1-2 chiếc một ấy. Được chưa? Mỗi mã nó lẻ 1-2 cái thì em cho các chị dồn tất cả luôn 50.000 một chiếc các chị nhá. Cứ 50.000 một chiếc mã lộc 3 cho em. Ờ có chị ơi, có mà. Nói chung là cứ có size các chị 40 cân đến 65 cân nhưng mà bây giờ em sẽ cho các chị ạ, ngẫu nhiên nhá. Để chợ hình nào cũng đẹp. Thực sự luôn, hình nào cũng đẹp và toàn bộ hàng Quảng Châu mà. Giá là trước em bán rẻ nhất đợt trước là 165 175.000, cho đến tầm khoảng 201 202. Bây giờ em đồng giá hết các chị 50.000 một cái mã lộc 3, được không ạ? 50.000 một cái. Các bác chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment nhá. 50.000 một chiếc, 50.000 một chiếc cho em ạ. Tí em dồn hết cho các chị luôn cho nó gọn, dọn dọn mình gọi là thanh lý luôn hết chỗ này đi. Đây các chị này. Bên kia là em nó bó buộc hết vào đây này. Thề luôn là toàn cái đẹp thôi các chị ơi, toàn cái đẹp thôi mà các chị nào đã mua hàng em các chị biết chất lượng rồi. Bây giờ 50.000 một cái còn không bằng cái áo của hàng gia công, hàng kiểu là hàng may kiểu vớ vẩn luôn ý. Đây này. 50.000 một cái cho gọi là rực rỡ nhá. Để chặn rực rỡ luôn. Đây các chị yêu. 50.000 đồng một chiếc, 50.000 đồng một chiếc các chị lên mã sản phẩm ạ. Ôi. Toàn cái đẹp thôi các chị ơi, toàn cái đẹp thôi, chị giúp của em ở trên móc luôn đi. 50.000 một cái này ok chưa? Em lười bán lẻ một cái một đi, cho này em mới bảo là thôi để cho các chị hết 50.000 đồng giá luôn. Chọn cho em được cái size vừa nhá các chị nhá. Chọn size vừa cho em. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại các bác vào like cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Em không nhìn được comment của một ai luôn này. Không nhìn được comment một ai luôn. Em cho các chị xem qua qua nhá. Bác nào hợp những cái gu này các bác vào chốt luôn. Để chạm hợp gu này các bác vào chốt luôn cho em ạ, không chọn kiểu nhá, không chọn kiểu nhá. Tại vì là giờ đây này được. Là em đã dơ qua qua các chị mình xem luôn rồi như thế này. 50.000 một cái chỉ chọn được size vừa. Ôi có cả ST3 luôn. Này. Quá thể luôn, toàn cái đẹp thôi. Thôi ạ, mình một thì cứ cho giá này các chị mình sướng nhá. Được không? Coi như là cái lộc ạ, để chạm coi như là cái lộc lá em tặng các chị mình. Lộc lá em tặng các chị mình luôn, có 50.000, 50.000 một cái. Có 50.000 một cái các chị mình chốt đơn này. Xinh lắm các chị ơi, toàn cái đẹp nó bị sót lại 1-2 cái ấy. Để chạm toàn cái đẹp nó bị sót lại 1-2 cái như thế này. 50.000 như các chị mình ạ. Nhớ á, mình đi đơn từ 2 sản phẩm nhé. Trên 2 sản phẩm em đi đơn. Trên 2 sản phẩm em đi đơn hàng. Các chị ơi 50.000. Cái này nói thẳng là đi kèm đơn. Đi kèm đơn hàng cho em nhá. Hoặc là các chị nào ạ, chốt từ 3, 4, 5 cái một cho em. Tại vì nó quá rẻ ạ, 50.000 các chị mua được bao nhiêu? Thế trận đợt trước là 180. Là các chị chỉ mua được 180, 200 các chị chỉ mua được một cái. Bây giờ ví dụ như là 200.000 các chị mua được 4 cái cơ. Các chị mình cố gắng đi 3, 4 cái một nhá. Đi 3, 4 cái một cho em ạ, 50.000. Đấy chứ ạ, 50.000 đồng một chiếc. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại. Đấy chứ ạ, rồi, thôi thôi nhá. Em bảo rồi ạ, chị Hoa ơi tí nữa bảo chúng nó ạ. Bây giờ cứ dồn cái nào một cái cho hết đi. Để chợ cho nó gọn. Được không? Không tiếc ạ, em được thực sự lượng tí nữa mà chốt đơn là em đi chỗ khác đấy. Em mà đứng đấy là em thấy ạ, nhân viên được chốt đơn là em sót cực kỳ luôn. Tại vì ạ, nó quá rẻ so với cái giá em nhập vào. Quá rẻ so với giá em nhập vào luôn. Để chạy có 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái Alonso luôn. Đấy chưa? Nào tiếp cho em nào. Áo em mặc các chị nào có thích không? Trời ơi, em mặc áo này cũng hỏi nè. Đấy chứ, áo em mặc là mã gì? MK bao nhiêu? MK12 đưa cho em cái mẫu của nó luôn. Con này của nó là hàng cao cấp chị ơi. Em bán cho các chị ngày hôm nay trên live của em là 330.000. Chị nào có lấy comment là mã MK13 cho em. MK12 à? Áo em mặc là MK12. Đưa mẫu luôn, nhanh nhanh cái chân lên của em cái. SML 3 size mà. Mai mua cho cái xe bọn nó chơi ba tanh. Mình ngôn cảnh nhá. Chị tươi lê comment mã hàng cho em. Comment mã hàng ạ. Với đây Huyền tí Huyền đứng dậy Huyền tổng hợp cho chị tất cả các mẫu đi. Tranh thủ tổng hợp các mẫu, nó còn lẻ 1-2 chiếc để rút xuống, rút móc xuống đi. Có cả giữ nhiệt nhá các chị nhá, có cả giữ nhiệt hàng đẹp đấy. Đây các chị này. Áo em mặc đây, nó có 3 size SML các chị, 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Toàn bộ cái này hàng cao cấp cho em này, chị nào thích các chị lên đơn luôn mã này luôn nhá. Tại vì hàng này chưa về được nhiều đâu. Nó còn một ít ở cửa hàng nhà em thôi. Em kỷ niệm các chị là 330.000. Mã hàng này là MK12. MK12 cộng số điện thoại là áo mẫu em đang mặc các chị nhắc. MK12 cho em ạ, SML 3 size.
SML 3 size lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho em ạ, 330.000. Đấy, xuất sắc luôn ạ. Quần trẻ em đang còn đang hết này. May em để lại một cái để em mặc em mặc đi chơi. Em mặc đi chơi chứ hôm đấy mà em không cất luôn là cũng hết, không còn một cái nào. Thì chị nào đợi quần trẻ các chị đợi em mấy hôm nữa nhá. Mấy hôm nữa có hàng về thì em like luôn. Còn hôm nay ạ, nó chỉ còn áo thôi. Nó chỉ còn áo, còn quần em hết à. Mã áo này em mặc là mã MK12 ạ. MK12 kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Giá cho các chị trên live stream là 330.000. Lấy cho em cái áo cung kẻ đi chị ơi, kẻ hôm nay mới về ấy. Đây, ở đây à. Đây áo kẻ các chị này. Có được cái nào kẻ cho em ạ. Mã này các chị lên đâu nào cho là mã Lộc 4. Lộc 4 cho em. Lộc 4 về chị xem có mấy size em ơi. 3 size MLXL. 3 size MLXL. Được chưa? Lộc 4 em có 3 size là MLXL. Các chị lên đơn hàng cũng số điện thoại 40 cân đến 65 cân nhá. Từ 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Cổ tim em đang có kẻ nâu, kẻ đen và kẻ trắng. Kẻ nâu, kẻ đen với kẻ trắng. Các chị lên mã sản phẩm cho là Lộc 4 cộng số điện thoại cho em. Đây các chị yêu này, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhìn hàng này. Tem đen và dòng hai mác cho em nhá. Em mặc thử các bác xem cái một hình kẻ nâu luôn nhá. Một cái của hình kẻ nâu luôn. Đây các chị này, dáng có mặc lên rất là đẹp luôn. Em mặc size nhỏ các chị nhá. 3 size MLX. Em nó có kẻ nâu này, kẻ đen và tông kẻ trắng. Kẻ nâu, kẻ đen, kẻ trắng. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho Lộc 4 ạ. 100 ạ. 100 bao nhiêu tiền? 135.000 một cái nhá. 135.000. Ok chị ạ, 135.000 một áo ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho Lộc 4 kèm theo số điện thoại ạ. Kẻ đen, kẻ trắng với lại kẻ nâu chị ơi. Kẻ đen, kẻ trắng với kẻ nâu. Đến 65 cân rồi. Đến 65 cân rồi nhá. Dán này dán crop top vừa cho em. Dán crop top vừa, các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho em 135.000 một áo. Chất xuống lắm các chị ạ. Lộc 4 cho em. Lộc 4 ạ. MLXL. Đấy. MLXL 3 size, chị ơi đủ size số luôn ạ. Các chị 40 cân đến 65 cân đổ về. 40 cân đến 65 cân đổ về mã hàng cho Lộc 4 kèm số điện thoại ạ. Lộc 4 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn nhá. 135.000 nhỉ. Thời trang ở thập niên bao nhiêu đấy em? Sợ. Mãi Lộc 4 ạ. 135.000 một chiếc các chị ơi ạ. Lộc 4 kèm số điện thoại, chị Phạm Ngân có ạ. Thế à, chị Quyên ơi, chị Nguyễn Thị Quyên cho em xin lại số điện thoại của chị với. Chị gì ạ? Chị Trang Lê Trang có này. Chị Thúy Ngọc là ok, chị Thu Phương ok, chị Phạm Ngân ok, em chốt đơn hàng ạ. Lộc 4 cho em nhá. Lộc 4 là 135.000, dưới 65 cân em chốt. Em có 3 size là MLXL. Chị Tranh Hòa ok này, chị Lan Vũ ok, em chốt đơn. Ơ đưa cho chị nào, cái gì đấy? Trà gừng. Trà gừng á, đưa đây. Rồi bảo chị Huyền Bình là uống ngon. Đẹp quá này, chị sĩ hồi trọng, sĩ hồi trọng ok lên số điện thoại chị ơi. Mã này Lộc 4 cho em ạ, kẻ nâu, kẻ đen, kẻ trắng. Kẻ đen cũng xinh mà các chị. Để cho kẻ đen trắng này. Để cho màu nào cũng đẹp luôn. Cổ tim cho em rất là xinh đấy chị nhá. Chị Huệ Bùi ok chốt đơn ạ, Lộc 4 cho em 135.000 đồng. Chị Huyền Duy có, Nguyễn Thị Nguyệt, chị Nga Vũ ạ, chị Nhật Tâm ok. Em ơi, bảo khách là chỉ chọn được size nhá. Xỉ đâu. Khách xỉ không chọn được. Trời ơi, giá 50.000 còn xỉ cái gì nữa hả em? Không, giá xỉ rồi đấy. Mà chị là chị nhầm vào giá nó. Giá nó cao rồi. Không mặc cả đi. Không mặc cả, trời ơi. Khách lẻ cũng đang không có chốt đây này em này. Lấy đâu ra khách xỉ, chất có mềm không ạ? Chị hàng đẹp chị ạ. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu. Em bán mấy năm nay rồi chị ơi. Em bán mấy năm nay rồi. Nào lấy cho em phong có cổ hôm nay mẫu mới về đi. À, có lốp tốp nữa, có lốp tốp. Ui giời, ui cờ lốp tốp các chị này. Xinh ơi là xinh. Em bảo bái là bái mặc gọn nhưng mà gọn nhưng mà ôm. Ở bên kia. Không, chị em bảo cái mẫu này xem là hộ em trong có size gì. À cái mẫu đấy á. Chị Diệp Hương ơi comment mã hàng đi chị. Chị Mây Dung có. Chị Quý Lan ok em chốt đơn. Chị ơi nhà em đang gọi, nhà em đang gọi điện tội đơn hôm qua nhá. Bạn anh xem em có mấy size. Các chị mình ơi đẹp chưa? Đấy chứ ạ. Em bảo rồi ạ, like trưa nay nhá các chị nhá. Các chị gọi là nhanh cho em. Tại vì bây giờ hàng rất là hiếm. Đấy chứ ạ, hàng bây giờ đang rất là khó nhập.
Đấy, mấy này có mấy size chị? 3 size. 3 size MLX luôn. 3 size MLX là đủ đủ size đúng không? Đủ size rồi, ok. Các bác lên mã sản phẩm cho là Lộc 5 ạ. Lộc 5 kèm theo số điện thoại cho em. Xinh ơi là xinh. Mã này của em xem có 3 màu à? Có 3 màu à? Đây các chị này. Đủ size các chị dưới 65 cân nhá. Đủ size các chị mình dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Lộc 5 kèm theo số điện thoại nhá. Em có màu màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Trắng, đỏ, vàng 3 màu ạ. Chị Điệp Hương cái mã vừa xong là Lộc 4. Cái mã vừa xong cổ tim là Lộc 4. Chị Điệp Hương comment mã hàng cho em đi. Không có là không chốt được mã là nhân viên em nó không chốt được đơn, không lên được đơn. Chị Đinh Huế. Em cảm ơn ạ, lên quần đi, tiếng lên quần sao chị. Thì sớm mai đó, cái chốt Lộc 4 kẻ nâu này. Mã em có 3 size đúng không? 3 size MLX. Cái hình này của nó là theo các chị nhá, hình theo cho em. Đơn giản nhưng mà cái đẹp. Mã em sẽ là Lộc 4, à Lộc 5. Đỏ này. Đấy chứ ạ, có giấy chống ẩm luôn các chị nhìn hàng này. Xịn đét luôn, 135.000 một chiếc. Đấy chứ ạ, 135.000 đồng một chiếc cho em ạ. Lộc 5 kèm số điện thoại cho em ạ, màu đỏ này. Lộc 5 cho em ạ, màu trắng và Lộc 5 cho em màu vàng. Em có 3 size là MLXL. Em ơi ạ. Thế gì? Chị Lê Thuất ơi, em không hiểu chị hỏi em cái gì luôn ý. Comment ẩn quá. Chị Điệp Ương ok, chị Huệ Bùi có ạ. Ui, Lộc 5 chị kiểm tra hộ em xem có số lượng nhiều không. Quá. Vàng đậm này, nó không phải vàng chanh đâu các chị ơi ạ, cái màu nó xinh lắm. Cái màu nó xinh. Lên mã sản phẩm cộng số điện thoại, chất này nó mát lạnh như điều hòa luôn, em thề. Tại vì dáng này, những cái chất này em bán ạ mấy năm nay rồi các chị nhá. Nhận được hàng các chị nhớ ạ, bóc hàng kiểm tra trước cho em. Sờ chất xem form xem có đúng như em quảng cáo ở trên like không nhá. Không đúng chất như trên like ạ, chất xấu các chị mình trả lại. Được không ạ? Mã hàng cho là Lộc 5 ạ. Chọn màu chọn size vừa dưới 65 cân em chốt. Áo sau có cổ tròn không ạ? Tí nữa hình như là em còn một ít thôi chị ơi. Em còn một tí em lên sau ấy chị Nguyễn Thị Phương nhá. Huế ơi à, bạn ơi tớ bảo này. Bạn ra bạn chọn hộ tớ xem những cái áo mà hàng dài tay, hàng đông ấy, áo đá ấy. Bạn xem những mẫu nào lẻ bốc hết ra cho nhân viên nó chốt luôn cho khách đi. Bây giờ khách sỉ còn đang bảo lấy hết này. Khách sỉ còn đang bảo lấy hết nhưng mà thôi em bảo là để cho khách lẻ, để cho khách lẻ mỗi chị một vài chiếc. Tại vì trong vụ các chị mua toàn 180-200. Bây giờ em tặng các chị có 50.000 một cái thì em muốn là chị nào cũng được chốt ấy. Đấy. Thôi cố gắng đi cho khách lẻ đi. Em ơi cho khách lẻ đi, còn bao nhiêu là dư bao nhiêu là khách lẻ không chốt nữa thì còn bao nhiêu để cho các chị sỉ cũng được. Tại vì là trong vụ các chị mua giá nó cao rồi. Huyền ơi, cái kia là hàng FT3 của chị biết bao nhiêu tiền không em? Có một cái. Hàng đấy không phải còn một cái đâu, nó vẫn còn ở trong kia, chị cất ở trong kia kìa. Chứ cái nào mã lẻ thôi. Con bé này. Em ơi có kệ điện thoại nữa không? Em có, kệ điện thoại là 25.000 một chiếc chị ơi. Em ngoan ơi ạ, quần em mặc. Chị Đào ơi đợi em bao hôm nữa nhá. Chị Đào vừa đấy. Chị ơi em mặc cái quần này xinh mà. Đây này. Đẹp mà dễ phối đồ, các chị mặc với cái gì cũng được. Mặc với áo điệu cũng được mà mặc với áo đơn giản cũng đẹp chị nhá. Nói chung là những cái quần này các chị mặc với càng cái loại áo đơn giản các chị mặc lại càng đẹp. Được chưa? Lộc 4 bao nhiêu một cái ở shop? Lộc 4 là bao nhiêu tiền đấy chị? Lộc 4 cũng 135, mã này cũng 135.000 này, Lộc 5 cho em 135.000. Em thử lên các chị xem cái màu vàng của nó luôn nhá. Có ai sập hộ em một cái cánh cửa bên này xuống đi. Bỏ cái đấy ra, áo điệu đấy, chị treo ra cửa hàng chị bán lẻ đấy. Đúng rồi. Đây này chị ơi. Đây màu vàng này. Vàng là vàng đậm cơ các chị ơi. Mã này các chị lên đơn hàng cho là Lộc 5 nhá. Lộc 5 màu vàng ạ. Còn bộ đùi không em? Còn chị Nga Nguyễn Thị đợi em tí tí em lên bộ đùi. Ơ nhưng mà sao đóng cửa xuống lại tối thế nhở? Bây giờ có ai mà mở cửa. Thế tôi kéo lên đi, kéo lên đi. Mở cửa đóng cửa thì nó sẽ tối. Hà ơi đóng à, kéo cửa lên rồi chị gái. Quần đẹp vậy chị, úi giời. Mày cứ bảo quần này đẹp à, chị bán hết rồi đây này. Còn quần chị đang mặc không ạ, 3 hôm nữa về. Chị ơi 3-4 hôm nữa. Quần này em là hàng 33 hay 320 đấy. 320 sao ấy? 320.000 một quần. Lộc 5 đúng không chị ơi? Lộc 5 cho em nhá, chị Trần Mỹ comment mã hàng cho em. 60 cân có vừa chị ơi, dưới 65 cân nhá. Các chị mình cứ từ 40 cân đến 65 cân đổ về. Ôi giời, nhân viên như đi chợ vậy. Để ý cho chị nhá. Cái mà để lại cho chị cái. Tại vì hàng đấy nhà chị vẫn, nhà mình vẫn còn số lượng đấy. FT3 thì để cho bây giờ còn đấy. Cái này chắc để lại.
Hôm nay bọn mày soạn ra những cái nào mà nó còn một cái bột ở trong cái cọc nào ấy nhở? Trong kia rồi, ST3 trong kia chẳng có đây lẻ một cái đâu. Không phải ST3 đấy đâu. Rồi ạ, chị Dũng Sói Ca có rồi. Quần bơ gấu chị mặc là 320. Chị Hoàng Tuyết ok, chốt đơn áo này là 135.000 các chị nhá. 135 mà mã lộc 5, chị Uân Nguyễn lên số điện thoại chị ơi. Chị Huyền Thu ok, chị Bun Bun có đơn hàng ạ. Có bộ lửng sắt nách Cung Loan ạ, bộ lửng sắt nách à còn chị ơi, còn. Để chị nào chốt màu đỏ các chị lên đơn. Bộ lửng sắt nách ấy. Còn tí thôi. Còn tí tẹo tẹo teo thôi các chị ơi. Mã này có 3 màu. Nào tiếp theo cho em một mã nữa đi. Cái lốt tốt. Không có cổ. Không có cổ cái mã này về được mỗi 2 size. Đây các chị màu đỏ này. Lên mã hàng cho em là lộc 5 kèm màu đỏ các chị nhá. Lộc 5 màu đỏ kèm số điện thoại. Cái hình này của nó là hình theo. Hình theo cho em 135.000 dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Chị nhận quần sóc và rất ưng ý. Em cảm ơn chị Khánh Nam Đỗ nhá, chị Lê Hiền ok, chị Thúy Vũ. Em mới bảo là các chị cứ nhận hàng, các chị cứ kiểm tra thoải mái đi. Thế chứ ạ? Em rất là dễ luôn tại vì là khách hàng mua hàng các chị phải được đồng kiểm. Đấy, xem có ưng thì mình mới mua đúng không ạ? Tại vì em nghĩ là so với cái giá tiền này và chất như thế này nhỉ, đảm bảo là chị nào nhận được hàng cũng ưng luôn. Tại vì em bán mẫu này là bán nhiều rồi ý. Đấy, quần có size là SML chị nhá. Quần có size SML như hiện tại em đang hết hàng. Chị ơi, mấy hôm nữa mới về thêm. Em về một chuyến bán đúng một like hết sạch luôn. Chị Thúy Vũ rồi ok, chị em chốt đơn hàng. Đây các chị này. Áo này là 130 tiền, 135.000 đúng không? Lộc 5, em qua mẫu luôn nhá. Em qua mẫu ạ. B58 chị Châu Hoàng em số điện thoại chị ơi. Vũ Thị Nam Bình Vũ ok em chốt đơn ạ. Chị Hoa Lê có ạ. Chị Thanh Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Áo là mã lộc 5 cho em 135.000. Các chị chọn màu chọn size vừa. Ở đây khó mua lắm, mình ghi mấy lần rồi mà không thấy gọi chốt. Chị Lê Thị Bé chị đặt mã nào thế? Nhà em vẫn đang gọi chốt đơn bình thường ạ. Khẩu trang em á, hiện tại đang hết nhưng mà đang về thêm chị ơi. Em đang hết nhưng mà vẫn đang về hàng thêm, đang đặt hàng. Áo là 135.000 chị. Mua hàng nhà Loan chị không cần phải kiểm tra hàng, em cảm ơn chị. Nay có bán quần sóc không lo nơi, tí em lên chị sớm mai nhá. Chị Sửu Trần ok em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng Trần Lộc 5, nạp qua mẫu ra chị. Thế thì cái lốt tốt về được có 2 mẫu này à? Thế nhà mình còn được mẫu nào? Lốt tốt đi. Đây, cái này mặc cái dị xinh luôn. Đây. Siêu em sang củ bẻ về được mấy hình? Cái này là chữ ộp, chữ ộp. Ộp và KT4. Ộp. Không phải đâu, KT4 là u xì rồi đấy mà. Mã này là chưa bán. Chưa bán đúng không? Chưa bán. Nhưng mà nó sẽ có ML 2 size đúng không? Ok chưa? Có ít không? Không. Các chị này. Phong nó phải đẹp như thế này cơ chị này. Để chạy phong nhà em nó phải đẹp như thế này cơ. Mã này cho em là mã lộc 6 nhá. Lộc 6 cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Nhưng mà nó sẽ về được size của dưới 60 cân thôi. Chị Lê Kiều lên số điện thoại chị ơi. Chị Trần Mỹ comment mã hàng với số điện thoại giúp em với. Chị Nguyễn Hải Yến rồi ok chị luôn này. Em không đọc tên đấy nhá, các chị cứ lên mã hàng giúp em. Tại vì comment nhiều comment ẩn ý. Hàng nhà Loan xem là muốn mua em cảm ơn chị ạ. Chị Trần Hương, chị Dung Kim, Khánh Phùng ok các chị này. Mã này hôm trước em cháy hàng mất bao nhiêu ngày mới về, hôm nay mới về được hàng. Nhưng mà nó chỉ về được 2 size thôi. Nó chỉ về được 2 size là size M với size L. Em mặc mẫu luôn nhá. Cái mẫu mà nhún em mà nó bệt 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 vai đâu ấy nhỉ? Đây chị nào thích có cổ các chị mặc luôn mẫu này cho em này. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn nhá. Đấy chị nào từ mức cân từ 40 60 cân các chị mình chốt đơn hàng. Nước giảm lại. Nó có con hơn nhiều. Nhá không? Cho cái gì được nào? Không cho thêm đường được. Không cho thêm đường đâu, uống thế thôi. Uống mùi nóng thế. Nóng thế tốt. Nóng quá, bỏng mồm. Này uống xuống đời này nè. Lộc 6 á. Em đang có màu trắng chị ơi, treo mẫu đi. Mà hàng này còn chưa treo mẫu ra cơ ấy. Em thề luôn các bác là em về còn không có hàng để mà treo ra để bán lẻ. Tại vì là cứ về tí nào hết tí đấy. Bạn này hôm nay về trước được 2 size là size M với size L nhá. Mọi người ngồi xa xa ra nói chuyện bé thôi để em bán hàng cái. Yeah. Các chị nhìn màu trắng này. Nhìn cho em ạ, từ tem mác từ bóng các chị biết chất lượng luôn. Để chạy tại vì những chị nào đã mua sang cái dòng này các chị hiểu ý. Đấy, trắng, đen, đỏ, vàng 4 màu cho em. Trắng, đen, đỏ, vàng mã này cho là lộc 6 đúng không? Phải lộc 6 không? Lộc 6 kèm số điện thoại. Huyền ơi, Huyền cho nước ngọt quá. 165.000 một áo á. Để chạy các chị đang mua ngoài 280 một cái. Em lo xin phép ạ, tặng các chị 165.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em là lộc 6 kèm số điện thoại nhá. Lộc 6 kèm số điện thoại cho em.
Chị ơi, quần kẻ năng hết rồi, chị Vi Huy ơi, đợi em mấy hôm nữa nhá, cũng là có hàng em báo. Các bạn nhìn hàng này. Em ơi, nó xịn như thế này luôn. Chất phông mát lạnh luôn, toàn bộ dòng cốt tông lạnh cho các bác. Toàn bộ dòng cốt tông lạnh các bác luôn ạ. Lộc 6 ạ, kèm là số điện thoại cho em ạ. Form bây giờ em chỉ còn size các chị 40 cân đến 60 cân thôi. Còn size các chị mình 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Xanh của em là xanh lá chị nhá. Xanh lá này, màu vàng này, cái chạm màu đỏ này và tông màu trắng. Đỏ vàng xanh trắng ạ. Bạn anh không về đen nhỉ? Không có cái đen này. Không có đen thì này hàng về thực sự luôn, là đợt này khan hàng quá các chị ạ. Có size to không ạ? Bây giờ cái mẫu này nó chỉ có size các chị đến 60 cân thôi. Nhận được pack ca quần Q4 ạ, bộ B15 rồi, đẹp xuất sắc luôn. Chị rất ưng, cảm ơn chị Hải Đường nhá. Chị Vũ Lê Hoàng ok, chị Nguyễn Thúy có ạ. Mã này chỉ là độc 6, các chị chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Đây các chị này. Nhận hàng các bác mình cứ kiểm tra hàng đúng như trên livestream này các chị này, từ cái túi của nó luôn, từ cái túi đến cái tem mác của nó luôn ạ, và chất sờ mướt tay. Cái nó càng lì luôn các chị ơi, chất này giặt nó không bị xù. Được chưa ạ? Nó không bị gắn chỉ mùa hè, các chị mặc rất là mát luôn. Lên mã này trên là mã lộc 6 ạ. Lộc 6 ạ, chọn màu chọn size vừa cho em kèm số điện thoại này chị ơi. Đấy, nhưng mà hiện tại đang sẵn là size M, size L thôi. Đang sẵn là size M, size L, các chị lên đơn hàng cho em. Lộc 6 kèm số điện thoại nhá. Hôm nay mà bác nào cứ vừa từ khoảng cân là 40 cân đến 60 cân các chị chốt trước, còn hôm nào mà về đủ size to thì các chị chốt sau nhá. Chị nào size to mặc các chị từ 60 cân đến 65 cân các chị mình chốt sau. Còn bây giờ hiện tại em đang có sẵn là size M với size L thôi. Chị Thoa Đào ạ, chị Thoa Lanh, chị Hồng Phan ạ, chị Nguyễn Phương ok chốt đơn hàng ạ. Lộc 6 kèm số điện thoại ạ. À, chị Anh Nguyễn đặt lại cho em đi chị ơi. Áo sơ mi mặc ở chân váy à. Sơ mi nhà em có sơ mi tơ đi chị Lê Tố Nga nhá. Chị Bong Bong rồi ok em chốt đơn. Anh Nguyễn lên số điện thoại cho em, tại vì bộ B15 bây giờ em đang còn lẻ mẫu lẻ size thôi. Chị Dương Hường là em có sơ mi chị nhá. Ngọc Hoa nhá. Chị Thanh Hải có ạ. 7 ngày mà chưa thấy hàng về chị ơi, đợt này hàng về chậm lắm chị ạ. À. Nó có tùy được chuyến thôi. Được chuyến nhanh chuyến chậm đấy ạ. Cho chị xem với tí em lên sau. Chị Hằng Nguyễn ok, chị Nguyễn Thị Ngọc chốt đơn. Nào tiếp theo đi bạn ơi. Đây này. Các bác thẩm cho em cái hàng này này. Đấy nhá, các bác mua giá bên ngoài rất là cao. Giá bán lẻ rất là cao luôn. Bác em có 2 size S, M nhá. 2 size là S với size M. Đấy rồi em đi kéo nào. Hình như cái này có treo mẫu lên thì phải. Đây, nhà ngoài kéo. Xinh ơi là xinh đây này. Nhà em ngoài kéo không có gì nhưng mà hết sạch kéo thôi. Bàn đã có cả. Này, nhìn qua cho em. Toàn hàng hãng các bác luôn. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng hãng luôn ạ. Ôi các bác ơi vào like. Các bác cho em xin một lượt chia sẻ rồi. Tự dưng là thấy tụt người xem thế. Đây, trở lên trắng đây nào. Các bác mặc với lại chân váy các chị nhá, mặc cái chân váy cũng xinh. Em ôi này, đẹp nhờ, cái nơ của nó là nơ lụa nhé chị nhá. Nơ là nơ lụa cho em, hàng Quảng Châu. Mã này các chị có mẹ là lộc 7 à? Lộc 7 cộng số điện thoại cho em. Lộc 7 cộng số điện thoại cho em ạ. Lộc 6 ok. 68 cân tím lên mã khác các chị Huế ơi, chị Nguyễn Huế ơi. Chị Liên Nguyễn ok, chị Lài Du ok em chốt đơn. Chị ơi xem em xem cái mã này có mấy màu treo chị ơi, xe S ra cái. Em thử lên con này thôi. Em mà có chân váy như kia thì nó sẽ đẹp hơn. Cổ bẻ còn về mẫu nào không nhỉ? Về hai mẫu mà. Mẫu gì ở ngoài cửa đây? Đi lần mấy rồi? À đây đây. Đây mẫu này này các chị này. Đừng có sang chị. Có SM 2 size. Mã này em có là màu trắng này. Màu trắng, màu đen, màu nâu tây và tông màu vàng. Em có 4 màu các chị nhá, trắng, đen, nâu tây với vàng. Các chị lên mã sản phẩm cho là lộc 7 cộng số điện thoại ạ. Vàng, nâu tây còn nguyên màu. Hàng này của nó là hàng 38 hay sao? Hàng 38. Đen. Được chưa? 2 size SM, các chị nhìn cái nơ lụa của nó rất là xinh luôn. Đấy, nâu tây này, nâu tây còn size M này à? Nâu tây này. Hàng của Ami cho em. Được chưa? Toàn bộ hàng của Ami cho em các chị này. Lên mã sản phẩm cho em là lộc mấy? 7 đúng không? Lộc 7 cho em. Đấy, các chị nhìn hàng nhá. Dưới ạ, 62 cân đổ với em chốt đơn. Từ khoảng là 45, 44, 45 cân đến 62 cân đổ với em chốt đơn hàng. Lộc 7 kèm ra số điện thoại ạ. Mọi người lấy chút tớ ít móc để treo hàng lên nào. Xinh ơi là xinh luôn, của nó là dòng kiểu phông giấy nhá, dòng phông giấy chuyên rất là mát. Nhẹ nhàng luôn nhá ngày hôm nay nhá. Lộc 7 đúng không? 179.000 đồng một áo. Lộc 7 179.000. 179.000. Các chị nhìn cho em ạ, dòng VIP cho các chị mình. Nhưng màu vàng còn ít các chị này. Màu vàng em còn rất là ít thôi, 179.000 đồng một áo ạ.
179.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em là lộc 7 kèm theo số điện thoại ạ. Con này mà sơ vi cũng đẹp mà các chị mặc để thả cũng xinh nhá chị nhá. Mặc với chân váy cũng đẹp mà các chị mặc với lại quần quần và phối hợp phối đồ rất là dễ luôn các chị này. Lên mã sản phẩm cho em là lộc 7 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn 179.000 đồng một áo các chị nhá. Chị Lý Hoa ok, chị Thảo Nguyễn Trần có bộ lụa em có thì Thủy Phan nó tiến lên bộ lụa sau nhá. Đây các chị này. Siêu VIP luôn. 179 cho em. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Chất phông giấy nó rất là mát luôn các chị này. Đó, chất phông giấy cực mát luôn. Hàng Quảng Châu cho em toàn bộ hàng Anh Mi. Rất xinh luôn. Lộc 7 cho em. Chọn màu cho em các chị ơi, chị Tuyết Mai có, chị Hằng Dư có, ok em chốt đơn hàng ạ. Lộc 7 cộng số điện thoại. Cái mã gì ở ngoài cửa kia đấy? Đây. Mã hoa cúc đấy. Đủ size không? Đủ. Đây chị này, hai size SM các chị nhá. Dưới 63 cân đổ về. 62 63 cân đổ về các chị tầm khoảng 44 45 cân đổ lên ạ. 44 45 đến 62 63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Lộc 7 kèm số điện thoại. Nơ này các chị tháo được. Tại vì cái nơ của nó là không tay chị ơi, nơ không tay cho em. Chị Loan Yên nhá, tháo thoải mái mà chị ỉ, nhưng mà có cái nơ này nó xinh mà chị ỉ. Xong nó trẻ nó đẹp và cái nơ lại tháo đi làm gì. Nơ lụa nhá. Hôm nào có quần thì chị đang mặc ạ, chưa biết được em ạ. Tại vì hàng này hàng của nó tầm hàng đặt hàng hàng Quảng Châu ấy. Bây giờ cũng chưa hứa là lúc nào có hàng ấy. Nhưng mà người ta hẹn em là tầm 3-4 hôm nữa. Đấy, thì các chị mình lúc nào có thì em sẽ đăng bài nhá. Ui các chị toàn hỏi quần em mặc này. Chị Xuân Tạ, chị Phạm Hiền, ok, chị Hương Nguyễn có đơn. Không còn một cái nào luôn, em may em còn để một cái em mặc. Cái này ừ size L chị đào thoải mái. Em mặc size S này. Quần em mặc size S này. Mai lộc 7 cho em nhá. 179.000. Em qua mẫu đây. Tiếp theo cho em. Tiếp theo một mã không nữa chị nhá. Không có cổ nữa này. Về đủ màu. Size số như nào đấy? Đủ 3 size. Đủ 3 size. Có cả ấy nhỉ? Ui mã này có cả XL và có cả màu đen nữa các chị này. Mã này các chị liên hệ cho là lộc 8. Lộc 8 cho em ạ. Đủ size các chị dưới 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân đổ về. Từ 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho là lộc 8 ạ, kèm theo số điện thoại ạ. Đẹp nhờ, màu vàng. Em mặc kiểu màu vàng nhá. Tại vì là màu vàng bên ngoài nó sẽ động hơn trên like. Màu nó đẹp hơn chị ạ. Màu đẹp hơn trên like chị. Mã lên đơn cho là lộc 8 cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Siêu xinh luôn. Mình vừa nhận áo nắng chất đẹp à, đẹp chất. Em cảm ơn chị Nguyễn Trương. Tại vì áo đấy em bán ạ, chạy số lượng luôn các chị ơi. Tại vì là những cái dòng đấy bên ngoài trường người ta bán các chị rất là cao, nhưng mà nhà em bán số lượng nhiều ấy, cho nên là nhà em sẽ bán rẻ hơn nhé các chị nhé. Các chị cứ yên tâm luôn về chất lượng. Đa số là đến khách nào nhận được hàng là các chị cũng bảo em ơi áo nắng thơm và đẹp. Có, em có nhóm Zalo xỉ chị nhá. Chị Vi Huy ơi, có Zalo xỉ ở trên bài của em. Chị kết bạn với Zalo, số Zalo đấy cho em với. Mình cũng thích quần năng mặc. Khổ quá chị ơi, em về được đúng một chuyến là nó hết hàng luôn. Em bán đúng một trong vòng một cái live stream là hết sạch, không còn một cái nào. May mà còn để lại một cái, tại vì thích quá để lại luôn là còn hàng không cũng hết luôn. Chị Phan Phan Gia bảo rồi, ok chị Mỹ có ạ. Chị Vi Huy kết bạn với Zalo xỉ ở trên bài ở trên trang web nhá. Áo em mặc có đen chị, đen này, nâu này, vàng và trắng, bốn màu. Chị Hương Trần comment của em là lộc này là lộc 7 ạ. Lộc 7 cho em có cả màu đen nhá. SM 2 size. Mã này đủ size MLX này. Ui con này xinh. Hoa cúc này. Đây không có cổ cho em. Vàng đậm sau trên line nó bị sáng hơn đấy. Trên line bị sáng hơn. Lộc 6 bao tiền đấy chị. Thôi bóng về ngủ đi bóng ơi. Món em gì? Lộc 6 là 165 chị ơi. Mãi cho là lộc 8 ạ. Lộc 8 kèm số điện thoại đủ màu đủ size nhá. Từ 40 cân đến 65 cân. Lấy em có size vừa. 40 cân đến 65 cân thì em có size vừa. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại này. Em có đỏ này. Đỏ xanh trắng đen vàng 5 màu. Đỏ xanh trắng đen vàng 5 màu có size các chị dưới 65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Đây các bác nhìn hàng này. 165.000 một áo á. Các chị mình chọn màu chọn size vừa cho em nhé. Chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Chất phông nó cứ mát lạnh như luôn. Giặt nó lì thì chất ấy, nó không bị xù vải này. Và không bị nứt đường chỉ. Đấy chứ ạ, nó không bị nứt đường chỉ. Hàng này của nó là hàng cao cấp cho em. Và giá bên ngoại trường ạ, em bảo rồi các chị ơi, không dưới 280-300 nghìn một chiếc.
Giá này là giá em ôm sale các chị nhá, giá em ôm lô ấy. Thế em tặng các chị 165.000 cổ phong bọc viền cho em này. Đấy chứ ạ, cổ phong bọc viền cho em nó rất là đẹp luôn ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em là Lộc 8 ạ. Lộc 8 ạ, chọn màu chọn size vừa, em có 3 size là M, L, XL. À, nhận hàng nhà em không cần kiểm tra, đẹp lắm, phê luôn. Em cảm ơn chị Vui Nguyễn nhá. Quần em mặc hết rồi chị ơi, chị Nguyễn Thủy ok, chốt Lộc 6 này, mã này Lộc 8 chị ơi. Lộc 8 cho em có cả màu đen của size MLX chị nhá. MLXL 3 size, Lộc 8 cộng số điện thoại ạ. Đây các bác này, siêu xinh luôn, đỏ, đấy chứ ạ, xanh này, đen này, trắng và tông màu vàng. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại ạ. Mã này các chị, nếu mà chị nào mà đặt đồng phục các chị lấy luôn đi. Tại vì là bây giờ nó vừa về hàng nó sẽ đủ size số, nhưng mấy hôm nữa là nó không có đủ size. Mã lên đơn cho Lộc 8 ạ, kèm số điện thoại ạ, 100 ạ. 65.000 đồng các chị nhá, 165.000 đồng mã Lộc 8. Chị Huệ Nguyễn, chị Bảo Ngọc ok. Các chị cứ chọn màu chọn size vừa cho em nhé, tại vì comment nó ẩn quá em không nhìn thấy mọi người, tất cả mọi người đâu ạ. Lộc 8 màu đen trắng 64 cân, chị Nguyễn Hoa lên số điện thoại chị ơi. Có comment em nhìn thấy, nhưng có comment em sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Đỏ này. Cái chạm đỏ cho em. Thế dọa đánh vậy. Em cho em xin một cái mã áo phông mà. Áo phông mà bèo bèo này, các lại nhún ở bên dưới, cái mã mà về sau ấy. Đấy. Các chị thích áo đi em có luôn. Đấy ạ, chị nào thích cái gì em có cái đấy. Chị Vân Thanh có, anh Hoàng có, Lục Phan có, Nguyễn Hoa ok. Lộc 8 kèm số điện thoại nhá. Em mặc thử các chị xem cái màu đỏ luôn này. Màu nào cũng đẹp ạ. Tay form vừa này các chị này. Đây em không cần sơ vin nhá. Không cần sơ vin đóng thùng, các chị nhìn cái form dáng của nó luôn này. Rất đẹp luôn, nó không bị dài quá, không ngắn quá. Các chị mix được cái gì cũng đẹp luôn. Hết quần đang mặc rồi, chị Trang Trần ơi, không còn một cái nào đâu. Không còn cái nào. Khổ thân em quá, tại vì em hôm đấy em lại nhập ít quá. Đấy bây giờ nó hết hàng luôn rồi. Chị Nhánh Lan Rừng lên mã hàng cho em đấy chị ơi. Comment không có mã hàng thì em không chốt được đơn. Chị Nam Nguyễn Thị có ạ, chị Nguyễn Thị Thuận ok chốt đơn hàng ạ. Lộc 8 kèm số điện thoại nhá, chọn màu chọn size vừa. Chị Kim Dung có ạ, lên áo trễ vai đi em ok luôn chị ơi. Chị Phạm Huệ nhân nhân viên em đang tìm mẫu đó. Nhân viên đang tìm mẫu đó. Đâu thấy cái mẫu đấy không? Thôi nhỉ, mọi người vẫn chưa hình dung ra à? Cái mã đấy á, đang bán lại tối qua. Cái bạn mà sáng nay bạn mặc đấy á? Không. Cái sáng nay thì đang mặc là cái mã MK12. Ừ, ngay mấy cái mẫu đây thôi. Lộc 8 ạ, chị Kim Thi. MK9 trắng không? MK9 là ok. Cái này phải không? Mang đây. Bình giữ nhiệt đang hết chị ơi, hết hàng rồi ạ. 2022. Áo nắng thì chị cứ lên áo nắng thôi, tại vì nhà em vẫn bán những cái màu như thế. Em vẫn bán những màu như thế, vẫn những size số như thế luôn. Đấy chị ạ, Lộc 8 cho em nhá các chị nhá, chọn màu chọn size vừa. Mình ra đúng địa chỉ của bạn này. Đây tiếp theo cho em. Thiếu đỏ đúng không? Đấy, đủ rồi. Đây. Đây chị này. Đấy chị ạ, em thử mặc mẫu này luôn nhá chị nhá, rất là xinh luôn. Vàng có hàng không? Vàng còn không? Vàng còn mấy trăm. Nhưng mà mẫu này còn ít đúng không? Mẫu này là mã gì đấy? Cái mã này là mã gì? 2022. Mã này lên trên là mã 2022 ạ. 2022 và kèm với số điện thoại này. Mã em có là size S, M, L. Để chọn size S, size M với size L. Chị nào thích mã này các chị lên đơn luôn cho em. Tại vì là cái hàng này em chưa có số lượng nhiều nữa. Bây giờ nó còn sót một chút thôi. Đấy, mã 2022.
chọn cho em màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu đen, 5 màu và có 3 size XML. Các chị mình tầm khoảng 40 cân đến 63 cân đổ về nhá. 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Hàng này bao nhiêu tiền em? 330.000 ạ. Được chưa? 330.000, con này hàng cao cấp cho em, hàng Quảng Châu, mã 2022 ạ. Trắng này. Trắng, đỏ, vàng, hồng ạ, đen. 330 ạ. Được chưa? 330.000 đồng, các chị lên mã, lên đơn kèm cho số điện thoại ạ. Xịn đét luôn. Tương tương lấy được nick rồi chị. Là xinh này. Hàng này còn đang cháy hàng đấy chị thương thương ạ. Đang cháy hàng mà không có hàng đây này. Mặc màu đen đi á, màu đen về được nhiều không? Đây đen này em, chị mặc thử màu đen nhá. Vàng bên ngoài nó vàng đậm hơn trên line, không phải vàng sáng ở trên line đâu, vàng đậm hơn. Lên đơn hàng cũng màu đen còn đúng 3 chiếc thôi. Đấy chứ ạ, màu đen còn đúng 3 chiếc thôi. Một size M. Một size M á? Đây màu đen chỉ còn SM. Màu đen còn size S với size M á chị nhá. Lên mã hàng cho em ạ, chị ơi bây giờ kiểu nó như nhau thôi. Đấy chỉ khác nhau về cái màu sắc thôi ạ. Q4 này chị Thảo chị nhé, em vẫn đang chốt đơn ở tối hôm qua nhá. Nhé em vẫn đang chốt đơn tối hôm qua, em mặc thử con màu hồng lên xem nào. Mặc thử hồng lên nhá, hồng cũng xinh mà. Sao mặt nhăn như khỉ vậy Ngọc Anh? Mà là khỉ với nhà không còn đấy. Hả? Tại ở bên một chút. Chị Thanh có về được lại tiêu không? Về được cái gì? Lại tiêu. Hả? Lại không? Có mà, nhưng mà tớ không đặt. Ôi màu hồng này. Sao mà cái màu nào mình cũng ưng vậy trời. Đẹp nhờ. Hả? Cái màu này xinh này. Xinh chưa? Đẹp nhờ. Trời ơi, cái màu hồng này các chị này. Mã hàng cho em là hôm nay tao mới nhớ. Nhắm mắt vào. Em là size S. Nó co giãn mà chị. Đây này, nó co giãn mà. Nạc kiểu thì nhẹ em hết rồi. Mà nạc kiểu nhẹ em hết rồi, em gửi lên một cân lượng chị nhé. Mã này là gì nhỉ? 2022. Mã 2022 cho em ạ, kèm theo số điện thoại này các chị này. Chọn màu, chọn size cho em, hàng này hàng 33. 330.000 các chị nhá, đỏ hồng ạ, đen trắng vàng. Đỏ hồng đen trắng vàng ạ. Lên mã hàng cho em ạ. Chị ơi B15 nhà em còn, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn một màu thôi. Thế chỉ còn một màu nâu thôi ạ. Thế nhét luôn đấy. Đưa cho cái huyền nhét vào cho em này. 2022, màu đen size L em hết, chữ em chỉ còn SM thôi. Em chỉ còn size S với size M thôi. Mã 2022 cho em nhé. Kèm ra số điện thoại lấy tiếp phông cho chị em chị ơi. Đúng rồi. Nhưng mà em lười mặc cái chân váy. Mỗi nay các chị mặc cái quần này cũng xinh mà. Cần gì mặc chân váy đâu, mặc chân váy thì càng đẹp hơn. Nhưng em lười thay, em đang lười thay. Và cái này cũng đẹp mà. Áo này là 330 chị ạ. 330. Đẹp quá. 330.000 một áo. Cái này nó không khoét sâu quá chị này. Cái độ rộng nó vừa phải thôi. Độ rộng vừa phải. Ừ em để mắc màu hồng em mặc đúng. Em cũng muốn để đủ màu ấy. Mà cái mẫu này đẹp tại vì nó không có như là nó không hở quá, nó không hở quá. Hả? Trễ vai được. Cái đầu. Đây này, mặc cái này đẹp này. Không cần phải mặc trễ vai quá. Rất là xinh luôn. Tay này các chị này nó không phải là sắc nách được nhá. Đây là có tay cho em. Đó, có tay cho em này. Đây chỉ là bắp tay to cũng không sợ bị lộ luôn. Ok chưa ạ? Che khuyết điểm rất là tốt luôn ạ. Mã này thì đẹp luôn cả từ form đến chất đến dáng. 2022 cho em ạ. À, nắng dài sinh nhật có size M chưa ạ? À có rồi chị ơi. Nắng dài sinh nhật em về được size M rồi. Chị Vương Ngọc Hà lên số điện thoại cho em đi ạ. Chị Thảo chị rồi ok. Quần Q4 em có. Thế giờ con kia nó xuống bây giờ, ta đang bận rồi Hiến ơi. Làm cái gì? Bạn bật cái phần mềm lên xong là bạn gọi cho cái số hotline bạn gọi để hỗ trợ tôi cái đấy thôi. Nào lấy cái em kẻ đi, kẻ ô vuông đi. Em lên mẫu kẻ tiếp nhá. Kẻ này đẹp lắm. Bạn bật một tờ cái máy tính lên đi. Xong là nó cài cho mình cái máy in ấy kìa. Nhờ kỹ thuật nó hỗ trợ luôn. Hả? À, ngoài kia mà chị, nhưng mà bây giờ đang cài lại cái máy. Mày không biết bật máy tính à? Con này. Áo phao á, em có áo phao. Sinh nhật size M rồi, ok chị. Đấy, về hàng cứ về thế nào em hết thì đấy mà chị. Nhưng mà nhà em sẽ về bù liên tục. Chị bảo chị ơi, nhà em đang gọi chốt. Đấy rồi em một cái mã laptop đi chị ơi.
Đây dứa đây, lên dứa đây. Đây dứa đây, bao nhiêu tiền? Sao bán rẻ thế? Các chị ơi, tiếp theo mẫu này cho em này. Mã này chưa là mã lộc 9 à? Lộc 10. Lẻ 10. À lẻ 10 mà, chưa có là lộc đâu. Lộc 10. Nhưng mà đã chốt chưa? Chưa, hôm nay mình bán cho ba chưa đây đi. Chị ơi, nhưng mà đến mình trưa nay mã bao nhiêu rồi? Trưa nay mã bao nhiêu rồi? Quyền lộc 8. Lộc 7. Mãi lộc 9 đúng không? Lộc 9 cho em này. Tinh lắm luôn các chị ơi. Tiếp theo cho em mã lộc 9 nhá. 3 size đúng không chị? Thì nó em xem có mấy size nào. 2 size. 2 size bán mấy hả? S màu hồng đen. Ok chị Phan Thị Trinh. Áo đang mặc là 330.000 chị ơi. Áo ấy đang mặc là 330. À, phao bây giờ còn ít lắm. Còn linh ta linh tinh đi chị ạ. Còn linh tinh thôi. Tiếp theo crop top cho em này. Em mặc thử lên con nâu nhá. Mặc thử lên con nâu này luôn. ML 2 size. Cất cái này cho em luôn này. Không phải bỏ cái kia đâu. Phải lấy một con. Đây cũng lấy. Đấy nhá. Đó. Bạn ơi, Hiến ơi, Tứ Bảo này. Các chị đợi em một phút nhé. Đây, Tứ nhỏ tí. Em này, hôm qua cái máy tiếng Việt Tứ để ở trong tủ gì à. Thì bạn gọi bằng cái số hotline của Tứ với. Bảo nó cài lại cái máy. Đây này. Hãy đợi Tứ nhé. Ừ. Hai đứa lên áo Burberry đi em à. Còn em mặc hết rồi chị ơi. Thế này thì hết tiền với nhà em à. Nhận được hai bộ B15 đẹp nhất lách luôn. Thế này thì hết tiền thì em loan thôi. Bạn chị ơi, chị sẽ cho em xem cái bộ B15 xem nó còn những cái gì với. Nâu màu pha vàng. Biết là còn nâu pha vàng nhưng mà còn size gì bỏ luôn đây cho em. Ôi rồi sao các chị cứ chốt màu hồng thế. Em mặc màu nào các chị chỉ chốt nguyên màu đấy thôi. Mã này chỉ là lộc 9 nhá. Lộc 9 cho em 129.000 một áo. Đấy chưa ạ, em tặng các chị ngày hôm nay 129.000 đồng các chị chọn cho em ạ. Từ 40 cân đến 60 cân. Màu nâu này, màu vàng này, các chị này, vàng đậm cho em ấy. Còn đây là tông màu rêu. Lộc 9 cho em ạ, tông màu rêu này. Lộc 9 cho em ạ, tông màu xanh cổ vịt này. Lộc 9 màu đen. Đó, có màu trắng không chị nhỉ? Mã lộc 9 này có trắng không? Lộc 9 này không có màu trắng không? Lộc 9 này không có màu trắng. Đây các bác ơi, em có ML 2 size nhá. Mã hàng cho là lộc 9 ạ. Cộng theo số điện thoại ạ. Lộc 9 cộng số điện thoại cho em 129.000 đồng một áo. Chị Vũ Hằng ok này. À, nắng thơm chị Nguyễn Phương ạ. À. Chị Nguyễn Thảo ok em chốt đơn. Có cả màu trắng mà đây đây. 129.000 nha chị này. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn. Chất này các chị ơi. Để chặn những cái dòng chất các chị cũng phải suy nghĩ luôn. Màu nâu em mặc các chị nhắc dáng lốc cốc dáng vừa khoảng 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. À. Lộc 9 ạ. À. Kèm số điện thoại cho em. No ok chị Lê Thu. Quần kẻ chị mặc là quần. Nó là chất gì nhỉ? Không biết là chất gì luôn mà nó đẹp lắm. Nhưng mà không biết chất gì nhưng mà em hết hàng rồi. Em đang hết hàng rồi. Tốn tiền với em à? Trời ơi, hôm nay chị nào cũng kêu tốn tiền. Anh chị nào cũng kêu tốn tiền. Bạn bận bạn cứ làm cái gì làm đi. Đây màu vàng nhá. Vàng đó vàng đậm cho em. Vàng đậm ạ. Bạn xem, chị xem em cái mã kẻ ấy. Mã áo cổ kẻ ấy. Cổ kẻ bắt đi BT với lại là chữ M ấy. Xem là con size gì bỏ đây cho em cái. BT với chữ M. B15 màu nâu size M. Nó chỉ có size L, XL, 2XL thôi. Áo nắng thơm răng ngắn hàng 2 lớp kia là 300 thì trần ra hơn nhá. Đó là nắng thơm của La Loma. Không miễn ship đâu. Trời ơi em bán giá này làm sao lãi nhiều đâu mà miễn ship hả chị. Áo này các chị cứ hỏi xem mạng ngoại trường người ta bán các chị bao tiền mà em bán các chị có 129.000 đồng chị ạ. Size L các chị dưới 60 cân cho em tùy chiều cao nhé. Dưới 60 cân là tùy chiều cao đấy. 129.000 một áo. 129.000 đồng mã lộc 9 cho em. Chị Trần Minh nhé, em vẫn đang gọi chốt chị ơi. Em vẫn đang gọi chốt đơn. Đấy các chị này 129.000 các chị chọn màu chọn size vừa. Chuyển 1 triệu tiền quần áo chuyển là 10 triệu. Chuyển tài khoản 10 triệu tiền quần áo.
chuyển chị nhà. Nào chuyển vậy? Chị Dương. Ấn nhầm. Bà chị Dương ạ, chị Dương cho em xin 9 triệu nhá. Chuyển 1 triệu, chuyển thành 10 triệu với máu chứ. Nhiều nhiều ấy. Chị Hồng Phan ok, chúc em mờ này. Mã hàng lên đơn của số điện thoại. Ôi mẫu kẻ này. Mẫu kẻ này 99 thì đồng các bác luôn nhá. Kẻ này các chị có mẹ là lộc 10 cho em ạ. Lộc 10 cộng số điện thoại này. Ok chị ạ, lộc 10 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn. Là 40, 60 cân mã này cho em. Bảo chị điện lại luôn. Phát hiện rồi chưa? Chị chuyển nhận 10 triệu. Có tí em chuyển lại cho. Thôi nhá, em xin nhá. Được quá cơ. Bảo chị là thôi để đấy mua quần áo dần cũng được. Mua giờ cho hết 9 triệu. Trời lên cho đi lại. Chị ơi, nếu mà sáng nay gọi điện chốt đơn là đi đơn rồi không dồn được đâu. Trừ khi là mình chưa được gọi chốt đơn thì mình có thể dồn được đơn luôn. Chị Nguyễn Tắm ok, chị Hạnh Hạnh ok, em chốt đơn. Mã này là cổ vuông cho em nhá. Cổ vuông mã này các chị comment là mã lộc 10. Mọi người nói nhỏ nhỏ đi để bán hàng nhá. Lộc 10 cộng số điện thoại ạ. 99.000 một áo. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn nhá các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân lên đơn hàng ạ. Lộc 10 cộng số điện thoại ạ. Các chị ơi, màu kẻ này xinh các chị này. Dưới 60 cân em chốt. Đó, dưới 60 cân các chị này, nó sẽ form dáng. Form dáng vừa cho em, 40-60 cân lên đơn hàng ạ. Lộc 10 cộng theo số điện thoại cho em, 99.000 đồng ạ. Còn số lượng ít các chị nhá. Vũ Hàng này, Tô Thủy Tiên có, Mai Mụ Mĩnh ok, chị Nguyễn Khánh Huế rồi có đơn ạ. Phạm Thị Hoa có này, Phạm Trương ạ, Ám Trương ok, chốt đơn hàng ạ. Lộc 10 nhưng tem chỉ còn hơn 10 cái thôi, nó chỉ còn hơn 15 cái gì đấy. Nó chỉ còn tầm khoảng 10-15 chiếc thôi. Tại vì nhà hàng này em không đặt được số lượng nhiều ấy. Đó, lộc 10 cho em ạ. Chị Lý Hoàng ok, chị có may may cũng bị có rồi, chị gộp đơn ok. Lộc 10 ạ. Lộc 9 có giá xỉ không sót à? Xỉ chỉ bớt tí tẹo thôi chị ạ. Tại vì cái giá này để em bán em không cộng lãi cao đâu, chị gái mình thông cảm nhá. Chị Dung Nguyễn có, Nguyễn đảm bảo các chị luôn là các chị nhập xỉ không có giá đấy luôn. Kể cả em bán ra là 130.000. Đấy, các bác nhập giá chắc chắn là sẽ cao hơn em. Kể cả so với giá em bán lẻ trên live, chưa nói gì giá xỉ. Đấy, yên tâm luôn, chị ơi, nếu mà có bớt thì em không bớt được nhiều ấy. Thì em không lãi cao ở trên live đâu. Thế thì em lấy một cái L, một cái XL chị. Rồi, lộc 10 em qua mẫu nhá. Còn bộ B64 không em còn, chị Nguyễn Hiền ơi. Xem một em tí nữa, lướt được em xem bộ B64 xem còn những cái gì nào. Có hết mà chị. Để chị ạ, có hết. Chị Phong Tuấn có ạ, Nguyễn Tuyến có đơn. Chị Nguyễn Hiền để em tím lên bộ B64 luôn nhá. Tiếp theo cho em mã này lộc 10, lộc 11 đúng không? Lộc 11 cho em. Kẻ vàng này. Mã này cũng còn ít. Lộc 11 cộng số điện thoại cho em. Bây giờ là có cả mã phông ACH nhỉ. B64 xanh và nguyễn nào nhỉ? B64 á? Màu đen thì nó còn đủ sai số. Còn màu đen với màu xanh chỉ còn nguyên lớn rồi. Bộ ấy nữa, bộ okay. Các chị này, mã này lên cho em là mã lộc 10 đúng không? À lộc 11. Lộc 11 cho em 99.000 một áo, 40-60 cân nhé. Lộc 11 từ 40 cân đến 60 cân. B61 em còn, chị Nguyễn Nghệ cứ comment mã hàng cho em nhé. Chị Man, Nguyễn Thị Man ok. Mã này lộc 11 cho em này. Lộc 11 kèm theo số điện thoại cho em, 99.000 một áo ạ. 99k và cộng theo số điện thoại cho em có là kẻ vàng, đây mặc siêu tôn da luôn mà chị nào dai trắng đang ngầm mặt được hết. Bộ VIP 4 em đang đợi hàng về chị Nguyễn Hằng ơi, chị Trương Khuyên ok em chốt đơn. Thế là chị Hương Hoàng. Hôm nay đặt lại cho em đi. Đặt lại nhá. Cột kẻ đang hết chị ơi, mang Thị Man có, chị Dung Âu rồi ok em chốt đơn. Mã sản phẩm cho là lộc 11 các chị ơi. Lộc 11 cho em. 99.000 một áo ạ. Lên áo sơ mi tơ luôn. Đợi em tí chị ơi. Đợi tím lên áo sơ mi tơ luôn. Mã này các chị có mẹ là lộc 11 cho em ạ. 99.000 này. 99.000. Đó, lấy tiếp không có lốt tốt ở đây. Thời tiết này em cũng gọi là đây. Đây bộ này em đang còn một màu thôi. Em đang còn nguyên một màu thôi các chị nhá. Mã này là bộ B15. B15 kèm số điện thoại, chị nào nhận được bộ B15 nhà em các chị gọi là đã đời luôn. Chất nó siêu đẹp luôn các chị ạ. Đấy, chất siêu đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn nguyên một màu nâu thôi. Nâu vàng như thế này ạ.
còn nguyên một màu nâu vàng như này các chị, đây đâu nàng ạ. À, Dũng sói ca rồi, ok, chị gọi không thể nghe máy à. Chị ơi đặt để lại số điện thoại nhá, chị Như Hoa rồi. 60 cân mặc được, chị ơi chị Nguyễn Phương ok. Tại vì chất này của nó là cơ bản là chất co giãn mà chị. Chất co giãn các chị mặc rất là sướng luôn. Nóng, à, không hề bị nóng nhá các chị nhá. Đấy, về các chị cứ sở chất các chị biết. Sở chất cho em hai áo nhá. Em ơi comment mã hàng, em ơi chị đọc mã nào mình phải comment được mã hàng thì mới nhân viên mới chốt được đơn đấy nhá. Tiếp theo bộ B15 này. Cả bộ này cho em. Em còn một màu. Ngày hôm nay kỷ niệm nốt các chị 189.000 đồng một bộ. Có sang các chị từ khoảng là 44-45 cân đến 65 cân đổ về. 44-45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Lên mã sản phẩm chứ là bộ B15 kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn các chị nhá. B15 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Nhiều khi là các chị mua nguyên được cái áo này giá đắt chắc đã cao tiền hơn rồi. Bây giờ em bán cả bộ cho các chị luôn. Giá cho các chị ngày hôm nay hạ các chị là 189.000 đồng cả bộ cho em. 189.000 đồng các chị lên mã sản phẩm cho em là B15 cách số điện thoại ạ. B15 kèm theo số điện thoại cho em. 189.000 đồng cả bộ các chị nhá. Một bộ này này. Nó còn mỗi một màu thôi. Rẻ dã man luôn. Hôm trước em nó bán 230. Bây giờ còn một màu em tặng các chị 189.000. Chị Nguyễn Hiền, chị Ông Lê, chị Thương Thương ơi, tí báo cái Huyền của em với nhá. Tí báo Huyền của em với. Em mặc cho các chị xem cái form áo của nó luôn nhá. Đẹp lắm. Toàn bộ hàng công ty cho em. 189 một bộ. Chỉ một cái tang tài thôi. Vâng, nhưng mà nó bắt phân rồi ạ. Ở tất cả. Đây là cả một bộ các chị nhé, cả một bộ cho em, nhưng mà em không mặc quần lên nữa, mà em chỉ dơ quần thôi. Chị chỉ dơ các bác xem cái phong quần nó luôn này. Bộ này các chị ơi là bộ B15 ạ, 189.000 đồng, số lượng em còn cực ít. Được chưa, số lượng còn cực ít luôn. Mà giá này em đảm bảo các chị luôn ạ, các chị nhập xỉ cũng được đâu. Các chị nhập xỉ toàn bộ ạ, giá hiện tại đang là 280-290.000 giá buôn. 280-290.000 đồng giá buôn, mà các chị đang mua ngoài hơn 400. Các chị đang mua giá lẻ bên ngoài hơn 400.000. Ngày hôm nay xin phép các chị em chốt nốt các bác là 189.000 đồng cho em ạ. 189.000. Bộ VIP 3 em có số lượng của nó chưa đủ size đâu. Nó không có đủ size và mẫu đấy em vẫn đang về thêm hàng ấy. Hết đen rồi chị yêu Vũ ơi. Không còn màu đen nữa, bây giờ em chỉ còn một màu này thôi. Còn đúng một màu thôi chị ạ. Màu này xinh mà trông màu nó tây. Năm nay mới có cái bảng màu này ấy. Bộ B15 ạ. Ok chị Thương Thương, banh cho em để gọi là lộc lá đầu tháng ý nhá. Chị Châu đang ok em chốt đơn. Đây có chị đang chốt, à quên, chị chuyển 1 triệu, chị chuyển phát 10 triệu luôn này. Chuyển nhầm thành 10 triệu. Có màu xanh tan, không còn một cái gì luôn. Đấy, bộ này em còn đúng một màu mà chị. Em còn đúng một màu thôi. 189.000. Chị Nguyễn Đông đặt lại chị ơi. Chị Thanh Huệ rồi ok chốt đơn nào. Chị Tranh Hoàng, chị Ngọc Hà, Hải Lý Trần ok em chốt đơn. Đây cái bộ kia thì có đủ màu kìa, cái bộ 08 ấy. Lên lại bộ này nhá. Tây bộ cho em, từ từ đã, lên tiếp cái áo phông này. Còn có khoảng tầm hơn chục cái thôi. Hôm nay em còn hơn chục cái thôi, ML2 size. Được chưa ạ, ML2 size ạ. Còn hồng kia còn nguyên nào? Hồng còn nguyên L này, và màu đen, màu xanh em còn ML. Mã này các chị comment cho em là, mã này là gì, đỉnh 5 đúng không? Đỉnh 5. Mã này chứ là đỉnh 5 mà kèm số điện thoại à? Đỉnh 5 mà kèm các số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Màu xanh có size các chị 40-60 cân. Màu đen có size 40-60 cân. Còn màu hồng có size các chị dưới 60 cân đổ về. Và từ 50 cân đổ lên các chị nhá. Mã hàng cho em là đỉnh 5 165.000 ạ. Đỉnh 5 cho em 165.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Quần kẻ hết hàng chị ơi. Đen có cả màu hồng đất này. Đen hồng đất với lại là màu xanh lá em mặc các chị nhá. Đen hồng đất xanh lá ba màu cho em ạ. Mã hàng cho là đỉnh 5 cộng theo số điện thoại ạ. 165.000 một áo. Nói chung là chị nào cứ dưới 60 cân các chị vào đây chốt chỗ này cho em. Dưới 60 cân nhá, còn hiện tại không còn size ở trên 60 cân nữa. 165.000 đồng các chị lên mã hàng kèm theo số điện thoại ạ. Đấy chị ơi. Phải
cổ kẻ rất là xinh luôn. Đây là pha kẻ cho em các chị nhá. Pha kẻ cho em như này, 165.000. Còn nguyên màu size M. Cái này có màu xanh lam nhưng còn nguyên size M đấy ạ. Hàng này đang hết rồi. Mã đỉnh 5 cho em 165.000. Mã này thì không có vàng chị ơi. Mã đang hết vàng rồi. Đấy, đây là màu xanh lam cho em, màu xanh lam. Mã sản phẩm là đỉnh 5 kèm theo số điện thoại ạ. Màu vàng có đúng một cái size M kìa Huyền kìa. Đây các bác này, đẹp lắm luôn nhưng mà hết sạch sành xanh luôn, không có đủ size nữa. Đỉnh 5 cởi cho số điện thoại cho em, mình chốt đơn 165.000 đồng một áo ấy chị nhá, 165 cho em. Đỉnh 5 chị ơi, đỉnh 5. Chị Quyên Quyên có, chị Thanh Thanh có, Nguyễn Phương có, Nguyễn Trâm rồi, ok em chốt đơn. Đây màu hồng đất chỉ còn nguyên size L thôi ạ. Hồng đất còn nguyên size L, em mặc xanh lá này. Đen có ML này. Đấy chị ạ. Màu này là màu xanh lam, em có size M này. Em mặc là xanh lá ấy, chị nhá, xanh lá thì em có cả M cả L. Màu vàng như còn sót một cái phải không? Màu vàng còn đúng một chiếc duy nhất. Mã đỉnh 5 cho em. Đấy chị ạ, đỉnh 5 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị mặc size L nhé, nhân viên em sẽ gọi chốt đơn và tư vấn sau chị nhá. Chị Nguyễn Thị Tâm đó, ok chốt đơn hàng ạ. Đỉnh 5 cho em ạ, 65 cân mã này không vừa. Thế thì lên mã nào có màu vàng nhá. Đợi tí em lên mã có màu vàng. Được không ạ? Các bác thả tim cho em cái. Tương tác nhá. Chị Trần Liên có đơn ạ, có áo tơ không em? Có chị ơi. Có cỡ to không em? Mẫu này chỉ còn lẻ size thôi. Mã này còn ít nhất luôn. Chị Nguyễn Tiêm lên số điện thoại chị ơi. Cái này hai size màu hồng với màu vàng. Hai size M, L, XL chứ không phải lẫn. Đâu đưa chị xem nào. Nó ở trong cái cọc của mã V3 ấy, nhưng mà nó là chữ M ngược. Nhưng mà chắc không về được cái hàng này đâu, chị cứ bán lại lẻ. Đây mã này còn nguyên màu vàng. Mã này còn nguyên màu vàng, chị nào chốt mã này lên đơn nhá. Mã này lộc mấy đây? Lộc 12. Lộc 12. Lộc 12 lại có nguyên một màu vàng. Xanh lam với hồng, xanh lam chỉ còn size M thôi chị Trang Trần ơi. Chị Nguyễn Tiêm lên số điện thoại đi ạ. Hồng có size L và xanh lam có size M ấy. Chị Nguyễn Hảo ok, chị Bùi Dịu có ạ. Phạm Hồng Lan, chị Đường Nga rồi ok chốt đơn. Mẫu này lại có nguyên màu vàng này chị này, vàng đậm cho em. Đó, xinh nhưng mà hết nó không có đủ size. Có size các chị từ khoảng 54 cân đến 65 cân. Từ 54 đến 65 cân em chốt đơn. Chị cái mẫu V3 chọn lại chị luôn đi. Đấy, chọn luôn màu, nó có cả hồng đất đi. Rồi nó là xem nó là cái gì bây giờ. Nhưng mà cái L ấy. Có. Đây các chị này, cái này theo tao. Ví dụ mà để mà thoải mái các chị từ 53 cân đổ lên, các chị thích mặc thoải mái các chị mặc cũng này cho em được. Đấy, dưới 65 cân thì em có size vừa, còn nguyên một màu vàng. Nó có nguyên một màu vàng các bác nhá. Đây lẫn vào này. Mã này sẽ là lộc mấy người ơi? Lộc 12 165.000. Đấy, lộc 12 165.000 em còn nguyên LXL của màu vàng thôi ạ, của màu vàng. Lộc 12 cộng số điện thoại cho em. Chị thích pha kẻ đẹp hơn pha kẻ nào? Con này cũng xinh này, các chị nhìn cái pha viền nó rất là đẹp luôn. Đó, pha kẻ pha viền ấy và cái họa tiết của nó thêu cho em. Các chị nhìn cái tay của nó pha cũng đẹp này. Vàng của nó là vàng đậm nhé chị nhá, không phải vàng sáng ở trên line đâu. Trên line bị sáng hơn một tông. Mã này các bác lên cho em là mã lộc 12 ạ. Lộc 12 kèm số điện thoại cho em. Quần em mặc hết rồi chị Gấm ơi, lúc nào về em báo nhá. Lúc nào về quần em báo. Đang cháy hàng, đang đợi hàng về đấy chị này. Lộc 12 cho em 165.000, màu vàng đậm cho em ạ. Vàng đậm kèm số điện thoại ạ, dưới 65 cho em chốt đơn. Lộc 12. Màu xanh lá nữa. Đi đây. À bên kia kìa. Không có màu xanh lá ấy, màu ấy đâu vậy. Chị nào thích cái màu vàng các chị lấy luôn nhá. Áo xanh vừa mặc xong á. Cũng là 165.000 em ơi, cái mã đỉnh 5 ấy. Chị Thu Tâm Phạm có lộc 12, chị Tuyết Nguyễn ok này, chị Trang Trần có đơn ạ, chị Phạm Hà có ạ, xanh size L ok chốt đơn nhá. Lộc 12 ạ, chị Nguyễn Trang có bộ đấy, tí chị Ngọt Cherry có ok, có vàng XL này. Còn hai size LXL thôi. 165.000 đồng một áo ạ. Các chị lên mã hàng kèm túi thoại này, cất cái túi này đi này. Tiếp theo mã này ạ, các chị lên là mã V3, đủ màu đủ size. Ôi, mẫu này có nhiều màu lắm nè, các chị ơi ạ, size ML à? Vâng. Mã này có cả size M với size L, hồng đất đủ size không? Hồng đất có nhiều không ấy? Cái áo vàng thì vừa bỏ ra. Áo xịn cho em tí.
Có. Chị ngôi nhà hạnh phúc có đỉnh năm chốt cho chị đi, em chị trang trần lên mã hàng đi chị, không em đọc tên được đấy, không đọc tên các chị vẫn lên đơn bình thường mà. Mà nhà em lọc trên máy mà chị. Tiếp theo mã này ạ, các chị comment cho em là mã V3 nhá các chị nhá, V3. V3 và kèm với số điện thoại cho em ạ. Lấy cho em cái bộ 08 nào mọi người ơi. Lấy cả túi của nó luôn nhá. Áo các chị comment là mã V3 nhá. Dưới 60 cân phải không mọi người? Phải không? 40 cân đến 60 cân. 40 đến 60 cân em chốt đơn. Chị Thanh Thanh ạ, chị Nguyễn Sao kèm chốt đơn à. Mã sản phẩm chính là V3. Còn kẻ hết chị ơi, chị Hương Cháo cây trúc lộc 12 dồn đơn. Em nó có màu hồng đất, à màu hồng, đúng hồng đất này. Tông màu này, tông màu đỏ cho em. Tông màu đỏ của mã V3 này. V3 cho em ạ, tông màu vàng. V3 cho em ạ, màu xanh lam ạ. V3 cho em ạ, tông màu trắng này. V3 màu trắng ạ, và V3 cho em màu xanh lá. Hai size là size M với size L. Các chị comment là V3 kèm màu và kèm theo số điện thoại ạ. À, chị có đơn không ạ? Chị cứ lên mã hàng cho em đi chị. Nhân viên thì em lọc đơn và các bạn sẽ gọi chốt đơn từng người một chị nhá. Bộ thể thao ạ, đợi em tí, chưa lên bộ thể thao đâu chị ơi, đợi em một chút em lên đồ bộ nhá. Đây các chị nhìn màu này, xanh lá cho em. Để chị ạ, chọn màu, chọn size vừa, chọn một chọn size vừa cho em 165.000 một áo các chị nhá. 165.000 mà em có cả size M và size L, các màu. Form các chị từ 40-60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. V3 kèm theo số điện thoại ạ. Đây V3 đây ạ, chị Hương Trà, chị Trần Liên ok. Đẹp nhờ, cái mẫu này. Các chị nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, toàn bộ những cái dòng này nhà em ạ, toàn bộ dòng mắc đen và dòng tem 2 cho em ạ. Mắc đen và tem 2. Các chị lên mã, lên đơn và cộng theo số điện thoại chị nhá. 165.000 một áo ạ. 165.000 các chị chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Chọn màu, chọn size vừa ạ. Shop bao nhiêu ký vậy? Em 53 cân chị ơi. Em 53 cân cao 1m57-58. Thì em hiện tại em mặc size M. Chị Nguyễn Nhung có Thanh Huệ rồi ạ. Chị Trang Trần ok chốt đơn. Các chị cứ chọn màu nhá. Các chị cứ chọn màu xong là lên mã hàng cho em. Nhân viên nhà sẽ tư vấn các chị về cân nặng chiều cao. 5 áo không giảm chị ơi. Tại vì nhà em là bán giá số lượng thôi. Các chị mua 1 áo cũng vẫn thế mà 10 áo cũng vẫn thế chị ạ. Chị Hương Lưu có, chị Nhật Đức ok chốt đơn ạ. Chưa có hàng về chị ỉ. Đợt này kham hàng lắm, không có hàng để mà nhập ý. Đấy, bây giờ những em hôm trước là về có đủ size, bây giờ những em bán á, bây giờ nó đang còn size M với size L thôi. Thì các chị mình cứ dưới 60 cân đổ về chị mình chốt. Lấy cho em cái mã nào mà có XL nữa nhá. V3 màu vàng, màu vàng nhá, màu vàng khác mà màu, em mặc là hồng đất. Nắng lâu ma thì có cái còn, có cái hết chị ơi, chị Nga Lê, cây chốt đơn ạ, chị Ngôi Nhà Hạnh Phúc có này, chị Hương Lưu có ạ. Mã hàng cho em là V3 các chị nhá, V3 kèm số điện thoại chị Ngân Trần có, chị Tùy Lê rồi ok chốt đơn. Quần em mặc hết rồi. Đây xanh này. Xanh đẹp mà xanh lá này. Mặc trông nó mát, cái màu nó đẹp ấy, màu của tông màu trầm ấy. Tông màu đẹp. Cái gì kèm đâu? Hồng đất chị Nguyễn Thị Nhẫn nhá. Chị Tùy Lê có ạ, chị Lê Hợp ok. Bộ thể thao à? Cô có luôn. Đây bộ này nè. Đằng trước được bộ này các chị lên nhanh vì số lượng không còn nhiều. Và giá các chị đang mua ngoài là 380-400 nghìn một bộ đấy. Đấy, giá bên ngoài của nó toàn bộ hàng 380-400 nghìn. Quần sóc đẹp em có chị ơi. Nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm. Em lên bộ này luôn nhá. Các bác chọn màu, chọn size vừa cho em này. Mã này các chị lên đơn hàng cho là bộ này là bộ B08. B08 kèm số điện thoại cho em. Thank you.
mà ngân hàng tao phải gửi gấp. Chịu luôn đấy. Đây cả bộ cho em. Cả bộ cho em các chị nhìn này. Có đủ size từ 45, 44, 45 cân đến tầm 63, 64, 65 cân đổ về tùy chiều cao các chị nhá. Bộ này các chị có phải là bộ B08 được chưa? Bộ 08 cũng được. Bộ 08 kèm theo số điện thoại ạ. Bộ 08 kèm theo số điện thoại cho em các chị nhìn nàng này. Em ơi nó đẹp lắm luôn các chị ạ. Thật là sướng. Đấy các chị nhìn này. Lên nào không rộng đi em. Có luôn chị Nguyễn Hoa, đợi em một tí nhá. Không rộng thì em có. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Ôi dã man luôn. Các chị đăng nhập bao nhiêu tiền ạ? Các chị em hỏi thật luôn, khách chị đăng nhập bao nhiêu tiền? Chắc chắn phải có tầm khoảng 280-290 giá nhập đúng không? Em tặng các chị 189.000 đồng. Được chưa? Kỷ niệm các chị nhá. Giá các chị ngày hôm nay là bộ 08 189.000 đồng. Các chị chọn cho em màu xanh này. Để chạm màu vàng với tông màu đỏ, ba màu cho em. Xanh vàng đỏ cho em 189.000 đồng cho em một bộ các chị nhá. Lên mã lên đơn cho em là bộ B08. B08 ạ, kèm theo màu với số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn. Đây các chị này. Xuất sắc luôn ạ. Chất lượng quá nhỉ các chị này. Nhìn cái cổ cho em nhá, B08 ạ. Chị nụ cười hồng ok em chốt đơn ạ. Xem à, em xem color hồng đất vừa xong đi. Chị ơi em vừa dơ mẫu rồi chị. Có sơ mi trắng em có, chị Truyền Phan ơi, chị Trang Trần có ạ. Chị Tô Thủy Tiên xanh giúp đơn tồn này ok, chị nụ cười hồng có đơn ạ. B08 cho các chị nhanh nhé các chị nhá. Có 3 màu thôi chị ơi, hiện tại em đang có được 3 màu. Chị Hà Vi thì ok chốt đơn hàng. Chọn cho em màu đỏ này, màu vàng này và tông màu xanh cho em. Đỏ vàng xanh ạ, 3 màu cho em như này ạ. B08 kèm theo số điện thoại ạ. 189.000. Đây màu vàng, màu nào cũng chất lượng này. 3 màu đẹp nhất luôn. Ok chị ạ, 3 màu đẹp nhất luôn các chị này. B08 cho em. Các chị nhìn cho em từ cái khóa để đi luôn. Đấy, từ cái khóa trở đi luôn ạ. B08 ạ, kèm theo màu với số điện thoại cho em. Chị Phương Nguyễn ạ, Mai Thu Huệ có, chị Nguyễn Lễ rồi ok chốt đơn hàng 189.000 đồng. Các chị chọn màu chọn size vừa. Chọn màu chọn size vừa, lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi B08 cho em nhá. Các chị ơi ạ, 189.000. Quần bó em có ít thôi. Pháp Bauri em bây giờ đang vẫn nhân viên vẫn đang chốt. Nó lẻ sai rồi. Chị Lam Phạm rồi ok em chốt đơn. Chị Trần Dung có, chị Nguyễn Lễ rồi có, chị Phương Nguyễn Mai Tu Huệ có đơn. 189.000 đồng thôi chị yêu ơi. Chị Tỏa Nguyễn ok em chốt đơn hàng. Đây màu đỏ này, ba màu các chị cứ làm cho em ba bộ ba màu mà. Các chị mua ngoài cao mà, nó không có rẻ đâu. Đấy chứ ạ, giá này em bán các chị còn rẻ hơn, các chị đi lập xỉ đấy ạ. Rẻ hơn là xỉ luôn. Đấy, B08 cho em các chị nhá. B08 cách số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Xanh than không có đâu chị, hết rồi. Em chỉ có 3 màu thôi. Em chỉ có 3 màu thôi. Lên ít phông lụa nhá, phông lụa mã nào cũng còn như thế nào cũng bỏ lên bán nốt nào. Đây màu đỏ này. B08 màu đỏ. Trắng nào hả chị? Trắng nào? Đấy là cái lớp top ấy chị ơi, đợi em tí. Chị mọi người ơi, chị mọi em cái mẫu này rồi. Đấy. Ở trong tập kia chị Hai. Chị mọi em cái mẫu này. Nhưng em chuyên phong các chị. Các chị được gọi là các chị vào đây là toàn mẫu phong đẹp thôi. Đấy, áo này à, bộ này của nó là chất u mì chị nhá. Bộ chất u mì, quần công sở em có chị Hiền Đỗ ơi. Có quần công sở. Bộ em mặc là 189.000 đồng một bộ chị Hoàng Hiền ơi, 189.000.
bộ 085 em còn thanh nào ơi. Bộ 08 1m6 nặng 62 cân lấy 2XL trên là vừa, chị Đoàn Hoa rồi, ok chị chốt đơn. Chị Đặng Hà có đơn hàng ạ. Rẻ quá nhỉ. 189.000 một bộ. 189 đồng cho em cả bộ cho em. Tiếp theo các chị lên tiếp bộ này này. Bộ này là bộ 64 đúng không? Bộ 64 này. Kèm các số điện thoại cho em. Bộ 64 kèm các số điện thoại. Cái bộ này có treo ở ngoài không nhỉ? Hết sạch à? Tiếp theo bộ 64 cho em. Chất lượng quá cái bộ này. Chị ạ, nhà em còn hết sạch hàng treo mẫu rồi. Hết sạch hàng treo mẫu luôn. Các chị lên đơn hàng cho là bộ 64 cộng số điện thoại cho em. Đủ màu đủ size. À màu xanh chỉ còn size XL thôi. Lâu còn XL. Còn màu đen là đủ size. Nhá. Hàng ghê nhỉ. Đứng lại kiểu sao chị, bộ bên nó tư phải đấy em đi rồi. Màu đen đủ size, màu lâu với màu đi để có gì lời đi đây. 212 là cái bộ gì kia? Bộ của chị mở. Có LXL các chị nhá. Lâu LXL này, màu xanh. Xanh LXL à? Em lấy cái size L đây, chị Hoa chị lấy XL chị này. Bộ này là bộ 64. Bộ 64 ạ. À. Bộ này hôm nay em sale các chị là 249.000 đồng các chị nhá. 249.000 đồng. Polo đợi em tí em lên luôn chị, áo dài Thu Hường ơi. Khoác kaki á, là cái gì nhỉ? Mẫu nào nhỉ? Hoa Phạm Thị Hồng ok chút đâu. Bộ này mới có 3 màu ạ, màu nâu, màu xanh với tông màu đen. Nâu xanh đen ạ, các chị chọn màu chọn size vừa cho em nhé, chọn màu chọn size vừa. Lên mã hàng cho là bộ B64 cộng số điện thoại. Hôm nay sale các chị nốt là 249.000 đồng một bộ nhé. 249.000 đồng, các chị lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại chữ theo cho em này. Toàn bộ hàng cao cấp nhé các chị nhé. 249 ạ. Đấy chứ ạ, em xem các chị là 249.000 đồng cả một bộ này cho em ạ. Chất nó rất là mát đẹp luôn. Chị nào nhận được cái bộ B64 nhà em chưa ạ? Đế tầm 60 cân thôi chị ơi. Bộ này em chốt đến 60 cân. Từ 43 cân đến 60 cân nhá. Riêng màu đen thì còn size MLX. Còn màu nâu, màu nâu với màu xanh em chỉ còn 2 size LXL thôi. Xanh không còn size nào đâu. Xanh còn XL. Xanh XL 55 đến 60 cân. Còn màu màu nâu thì còn 2 size LXL. Nâu bây giờ cũng còn M đâu. Chị Trang Trần lấy màu đen nhá. Màu đen thì còn size M. Màu đen thì có MLX này chị này. Hiện tại bây giờ đang lẻ size ạ. Giờ các bác chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Chọn màu chọn size vừa chất nó mát lắm các chị ạ. Bộ này là 249.000. B64 nhá. Chị Thu Hà đặng có, chị Nguyễn Thảo ok, chị Vũ Thị Liễu có, chị Trang Trần ok. B64 và các số điện thoại cho em là mình nhanh đơn. Giá các chị nhắm đây là 249.000 đồng ạ. Quần bo gấu, áo bo gấu, chữ là chữ theo cho em. Chị Thu Thủy ok. Cho chị là size L màu nâu ok, chị Trang Trần. Nó có cả hai size LXL của màu nâu, còn màu xanh em còn XL. Nâu thì à đen đủ size MLX ạ. VIP 3 nhà mình còn bộ nào size 2X không? VIP 3 còn. Ừ đưa đây chị xem nào. Các chị ơi bây giờ nếu mà các chị mà thích bộ VIP 3 thì em bây giờ còn size nào em bán size đấy nhá. Còn hôm nào về đủ size em sẽ lên nữa nhá. Được không ạ? Các chị thả tim cho em lên bộ VIP 3 và VIP 4. Vì hàng đấy em đang hết sạch ý. Còn sót có vài bộ thì em đang đợi bù size. Chị Nam Hoài lên số điện thoại chị ơi. Chị Kiều Loan ok em chúc ơn hàng ạ.
đẹp lắm luôn các chị này. Bộ này là bộ B64 ạ. B64 cộng số điện thoại cho em 3 màu các chị nhá. Em một chế ạ. Các chị thích mẫu nào các chị cứ comment để em lên luôn mẫu ạ. Lên theo yêu cầu luôn nhá. Vip 3 còn nguyên size L, vip 4 còn 2X size S. Bộ này em đang còn nguyên size L thôi. Khổ lắm, bây giờ đang đợi hàng nó về. Giờ này còn không có hàng ấy. B64 là còn size L, XL màu nâu. Em báo với chị 48 cân mét 50 mặc được bộ B64 đấy. Tại vì là cái form này là form nhỏ, nếu mà chị mà tầm cân đấy chị mặc cho em cái size M màu đen là đẹp. Chị Ninh Huệ rồi, ok. Chị Nguyễn Lan có màu đen, màu nâu size L có luôn chị ơi. Đẹp nhở, cái màu nâu này. Thế là cái màu xanh nó cũng đẹp, nhưng màu xanh em chỉ còn size to thôi. Đi thuốc à, đi thuốc kia. Sao nó gỉ nhỉ, thuốc nhỉ, có trong túi kìa. Bốn bốn cân chỉ mặc size M được màu đen thôi Nguyễn Chi, bây giờ chỉ còn cái màu đen là size M thôi. Mình lấy màu đen nhá, màu đen thì em đủ size. Thì màu đen thì em lúc nào lấy số lượng nhiều hơn các màu khác, nó dễ mặc. Các bác ơi, mẫu này thì em chỉ còn size L thôi, bác nào mặc vừa size L này mình chốt nhá. Thì nếu mà cái hàng này thì em phải đợi mấy hôm nữa thì mới về được hàng cơ. Các chị nhìn bộ này, trên là bộ này là bộ vip mấy đây? Bộ này vip mấy đây mọi người? Vip 3 đúng không? Vip 3 chuẩn chưa? Vip 3 size L này, chị nào mặc vừa cái bộ vip 3 size L các chị lên đơn nhá. Vip 3 size L đấy. Sáu bộ size L. Em còn hẳn 6 bộ size L luôn. Bộ này em còn đúng 6 bộ size L. Bộ này Hiến ơi, Hiến mặc bộ này đẹp. Hiến nó mập rồi. Chị Liên La lên số điện thoại chị ơi. Chị Trang Trần có này. B64 có cái bộ 44 cân là có màu đen chị gái mình ơi. Đây chị nhá, bộ này là bộ vip 3, em đang còn nguyên size L thôi, đang đợi hàng về. Ui em mặc ngược quần rồi. Mặc ngược quần. Em mặc ngược quần mấy này. Khổ quá đi mất. Nhưng mà cái logo của nó là ở đằng trước. Mặc ngược quần nó là nó mặc ngược quần. Bị hết đấy à. Chị lên thuyền thì gọi lại cho em nhé. Các cháu mà nhìn thấy bác mặc được chẳng bảo bác gì cả. Các cháu hư thật đấy. Chị đang thuyền. Chị lên thuyền. Size L, bộ vip 3 size L nhá. Các chị tầm khoảng 58 cân. 58 cân quay đầu. 58 cân đổ về từ khoảng 53, 54 cân đổ lên đến tầm 58 cân. Đấy, tầm 57 cân, 57 cân là ok. 53 cân đến 58, 57, 58 cân là ok, em chốt đơn 299.000 đồng các chị nhá. Vip 3 size L kèm số điện thoại ạ. Vip 3 size L, chị nào mà vừa size L thì chốt trước nhá. Còn size số thì đủ size chắc các chị phải đợi cho mấy hôm nữa. Bây giờ em còn nguyên size L thôi. Ủa 299.000. 299.000 đồng bộ vip 3 size L cộng số điện thoại. Sướng mà chị. Hàng đẹp, khách hàng còn đang nghe em còn đang cháy hàng bộ này này. Còn đang lẻ size. Bộ này thì em lại có nguyên size S cái 2XL. Bộ vip 4 em đang còn nguyên size S cái size 2XL. Em vẫn mặc thử các chị xem luôn nhé. Thế chạy chị nào chốt vip 3 lên đơn. Đây vip 4 thì em đang còn size S với size X 2XL đây. 2XL các chị mình dưới tầm khoảng là bao nhiêu cân nhỉ? 66 cân đổ về. 63, 64 đến 65, 66 cân đổ về em chốt đơn. Thì em mặc size S đẹp. Mặc size S được đấy. Ôi, cái này dễ mặc quá. Bà lấy màu gì, bà lấy size thế nào, bao nhiêu bộ bà nhắn tin cho bà nhá. Cháu nó to, thật tệ. Cháu mềm mà. Cháu không phải là cháu nguyên gọi để Zalo đấy đâu bà. Nói với bé thế nào. Ông người khác người ta còn gọi chứ mỗi mình em nói ầm hết cả nhà đi. Cảm bài ngán lắm, cháu tải cả nghe thấy đâu. S tầm dưới 50 cân.
2XL các chị tầm khoảng 44-45 cân đến 50 cân đổ về. Còn size 2XL các chị tầm 66 cân đổ về em chốt đơn. Bộ này là bộ fit 4 cho em. Fit 4 kèm theo số điện thoại cho em ạ, 299.000 đồng các chị nhá. Fit 4 299 cộng số điện thoại cho em ạ. Fit 4 299.000. 299 cho em ạ. Nếu mà đơn, chốt đơn là đi đơn rồi em ơi, chứ không dồn được đơn. Chị Luyên La nhá. Bây giờ VIP 4 em còn S, size S là size 2XL thôi. Còn đang lẻ size rồi, bây giờ còn size nào em bán size đấy trước nhá. Tại vì các chị hỏi em quá. Các chị cứ hỏi em mẫu này này, 299.000 đồng cho em. Các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại, chất xuống mà mát lắm các chị ạ. Không bị cắn chỉ. Lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho em. Quần lỡ cho em các chị nhá. Bộ này quần lỡ cho em này, 299 kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn hàng ạ. Chị Ngọc Minh Nguyễn ok chốt đơn. Chị nào mặc vừa size S với size 2XL các chị mình chốt trước nhá. Không có màu khác ngoài màu đen này chị ạ. Quần lỡ em. Đây là quần đến bắp chân này. Để chạy đến bắp chân cho em. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. Bộ này quần lỡ mà. 54 cân thì không vừa đâu chị ơi. 54 cân thì các chị phải đợi em mấy hôm nữa. Chị Hoàng Thí ấy nhá. Chị Lê Thị Hoa, chị Nguyễn Hoa, chị Ngọc Minh Nguyễn ok chốt đơn. Mã sản phẩm cho là VIP 4 ạ. Ngọc Tuyết Nguyễn ok này, Nguyễn Thị Phượng này. 2XL các chị cứ chốt đi, 2XL với lại S. Em lên tiếp không có lớp top nha các chị nhá. Các bác thả tin mà em lên dáng có lớp top luôn. Rồi, em lên phong tiếp nhá. Cái 457 cân các chị đợi em mấy hôm nữa thì nó có đủ size về, còn bây giờ nó chưa có đủ size chị nhá. Bây giờ đang hết size, đang hết hàng. Cảm ơn chị Trần Bích Trà, có quần dài không em có, chị ơi đợi em một chút. Em lên các bác cái mẫu phông lụa với lại là dáng crop top áo phông có cổ luôn nhá, polo tiếp theo ạ. Đợi em một xíu nhá các chị nhá. Lên luôn mẫu các bác luôn đây. Mau chị cái lớp tốt nào. Cái áo cái phong 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 đi. Lấy luôn cả túi đây cho chị xem túi. Cả cái mấy mẫu túi. Ừ. Cái kìa cái mẫu mà có chữ đá Holloway ấy. Đây. Đúng rồi kìa, cái hình bàn mẫu cho mình. Con lấy mẫu chưa? Mẫu. Vàng có màu da màu đầu đen trắng. Đây đúng không? Đầu màu đấy. Trắng. Lên luôn cái mẫu trắng mẫu này luôn. Chưa, có vẻ thư thái cái thời gian hơn. Ô, chắc là mắc mắc. Bên ơi, chị cái mắc đằng sau áo đấy. Áo này là có MLX đúng không? Trắng này có MLX 3 size, đa số là có màu trắng các chị nhá. Đa số em có màu trắng. Với lại hôm trước nó về được cái mẫu mà có cái chùm như kiểu cái đèn lồng ấy. Cái đèn cái chuông gió ấy. Mã này đính đá cho em này. Lộc bao nhiêu đấy? Mã cho là lộc 13. Lộc 13 chị nhá. Có size các chị 40-60 cân ạ. À 65 cân. MLX nhá các chị nhá. Màu trắng cho em. Crop top ạ. Các màu khác thì đang còn lẻ. Còn đa số là còn màu trắng ạ. Mã này cho là lộc 13 kèm số điện thoại ạ. Biết quần dài đợt này chưa về được hàng đâu chị Hương Phạm ơi. Chưa có hàng ý. Mã này cho em là lộc 13 cộng ra số điện thoại cho mình chốt đơn hàng. Áo này là 135.000 đồng ngày hôm nay chị nhá. 135.000. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Chân hè em còn chị Chi Hoàng ơi. Chân hè còn. Chân hè em còn chị gái ơi, chân hè còn nhá. Một ba năm, một ba chín.
mày bảo bán 135. Ừ, hôm nay bán 135.000. Được. Hôm nay bán một cái gì 135.000 mã này nhá. Ba số là màu trắng ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn dáng crop top vừa cho em ạ. Lên mã hàng cho em là lộc 13 kèm theo số điện thoại ạ. Lộc 13 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. 135.000 đồng cho em một áo á. Cái phần này đính đá cho em các chị nhá. Lộc 13 có đính đá cho em đằng trước này, đá ép nhiệt cho em rất là đẹp luôn ạ. Chị Trần Thoa Thị tôi ok có đơn. Lộc 13 135.000. Cái nâu, màu nâu này còn ít các chị này. Nâu còn ít nhá. Màu đen màu vàng còn số lượng ít không? Nó còn lẻ ấy, còn đa số là màu trắng là có đủ size. Còn cái mẫu này là lẻ, màu này là lẻ size chị này. Màu vàng ạ, màu đen, màu trắng, màu nâu, bốn màu cho em ạ. Lộc 13 kèm số điện thoại nhá. À, các màu khác là còn LXL đúng không? Khi thoảng còn cái size M là cái hàng treo mẫu thôi. Size M là treo mẫu thôi, còn đâu là lẻ size. Mã hàng cho em là lộc 13 kèm theo số điện thoại ạ. 135.000 chị ơi, hôm nay em bán các chị 135. Cho chị coi chân hè, mọi người xuống kho lấy tới ít chân hè đi. Mọi người ấy, lấy cả tớ cái dầu gội đi, dầu gội bưởi đi. Về. Bác nào hết dầu gội bưởi chưa? Tại vì đợt này dầu gội bưởi về nó hơi cao đấy, hơi cao nhưng mà cố gắng là bán các chị được cái giá ưu đãi nhá. Bác nào gội dầu gội bưởi như em rồi các chị ơi dùng sướng cho em xin feedback với ạ. Đây có phải về mẫu này không nhở? Giờ này về giá cao quá. Các chị ơi ạ, bác nào dùng dầu gội bưởi như em các chị dùng sướng các chị vào cho em xin một cái phản hồi với. Kích thích mọc tóc lâu lắm thì em mới về được hàng. Để chặn lâu lắm mới về được hàng ấy. Các chị lên là dầu gội bưởi cộng số điện thoại cho em ạ. Kích thích mọc tóc ạ, phục hồi tóc hư tổn cho em. Và chị nào đang bị rụng tóc nhiều ấy, rụng tóc theo kiểu là rụng tóc theo mùa và rụng tóc sau sinh ấy, và rụng tóc theo kiểu là nội tiết tố ấy. Đấy, thì các chị mình nên dùng dầu gội này cho em. Em bán số lượng cực nhiều luôn. Và hết hàng, cháy hàng mất bao nhiêu hôm nay mà các chị hỏi em không có hàng đấy. Lên mắt sản phẩm cho là dầu gội bưởi. Hàng này của nó về như em là đắt hơn đợt trước một chút. Cước cao hơn, tại vì đợt này cước tàu cao quá. Xem nào, hôm nay bán các chị bao tiền? Thôi nhỉ, cứ bán cho các chị thôi ạ. Lên 5.000 một cặp ý nhá. Nó lên 5.000 một cặp. Em tặng các chị 135.000 một cặp. Được chưa ạ? 135.000 một cặp dầu gội bưởi cho em ạ. Lên mã sản phẩm là dầu gội bưởi cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Áo sơ mi trắng đợi em một tí. Quần em hết rồi. Thị Trang Vương ok ạ. Dội gội khô còn chị ơi, gội khô em đang thanh lý là 99. À quên, 50.000 đồng hai chai chị nhá. Tại vì là giá đấy là em sẽ không có về hàng nữa. Còn dầu gội bưởi các chị lên đơn hàng ạ. Thơm lắm luôn ý. Có chị bảo em ơi, chị gội hai lần đã cảm thấy là cái tóc của chị nó giảm gãy rụng rồi. Đấy, và tóc nói chung là sau khoảng 1 tháng nhá, các chị dùng gội này ấy, thì nó sẽ làm tóc mình có cảm giác như là cái chân tóc của mình rất là chắc và nó không bị rụng, giảm gãy rụng và tóc con nó mọc lên rất là nhiều luôn. Các chị lên mã này cho là dầu gội bưởi ạ, gội bưởi kèm theo số điện thoại ạ. Quần thần thánh em còn, chị Hân Ngọc ơi, chị Thanh Huệ rồi ok. Follow để em một tí ạ, chị Ngôi Nhạy Phúc ok, chốt lồng 13 màu đen CL. Mã này các chị comment là gội bưởi cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. 135.000 đồng cho em một cặp ạ. Siêu sướng luôn. Nó mọc tóc nhiều lắm ấy các chị ạ. Một cội một xả một chai của nó sẽ là mỗi chai của nó sẽ 850ml các chị nhá. Mỗi chai của nó sẽ là 850ml, nó sẽ còn một chai cội một chai xả ngẫu nhiên. Một cặp như thế này. Đấy chứ ạ, 135.000. Các chị coi là gội bưởi cộng số điện thoại cho là mình chốt. Mã này của nó sẽ là mã mới. Đấy chứ ạ, nó đắt hơn cái mã cũ một chút. Có nghĩa là tăng giá nhưng mà em cố gắng các chị là chỉ cộng các chị thêm một chút cái tiền cước về thôi. Một chút tiền cước về thôi ạ. Chị Trung Tân là màu nâu XL có, lộc 13 chị Phạm Nụ có, chị Phạm Vui rồi ok chúc đơn ạ. Các chị coi là gội bưởi cho em ạ, lồng bàn chưa có hàng về đâu chị ạ. Chị Thanh Tuyền có, chị Hoa Chu rồi ok chúc đơn. Đợt này thì tắc biên có hàng về đâu chị. Rồi gội bưởi em đặt được đấy lâu lắm ý, mới có hàng về, xong là về thì cước nó cao. Chị Nguyễn Hồng Phương có, chị Bun Lò rồi ok. Nó thơm cỡ cái mùi thơm của hoa bưởi ấy, xong là nó cái cảm giác cái chân tóc của mình nó chắc, nó giảm gãy rụng luôn. Đấy, chị đang mà rụng nhiều tóc à, cảm giác ở xốp ruột ấy, xong là mình sợ cả mình như kiểu bị hói ấy. Các chị ơi dùng xong đã tầm khoảng 1 tháng, có khi không đến 1 tháng xong là cái tóc con này mình nó mọc ra nhiều lắm. Tóc con mọc ra nhiều. Đỡ gãy, đỡ rụng. Đấy, nó là cái dầu gội kích thích mọc tóc mà. Đấy chứ ạ, dầu gội bưởi cho em 135.000. Được chưa?
Em hết hàng phải đến một tháng nay rồi đấy. Chị Trần Thị Hằng có, chị Trần Thị Kim Dung ok chốt đơn. Lên mã hàng cho em là dầu gội bưởi chị nhá, 135.000 một cặp ạ. À. Wow, chị Hà ok, chị Đỗ Lướt ok chốt đơn. 135 kèm số điện thoại cho em. Được không ạ? Dùng sướng hơn đấy chứ ạ. Cái này kiểu là em nhập vào nó cao hơn đấy, nhập cao hơn đấy. Để cũng cộng các chị có một tí thôi. Ờ, mã này là mã sản phẩm mã mới. Gội bưởi nhưng mà cũng cũng như thế luôn, nhưng mà hàng này của nó sẽ là cái tinh chất người ta sẽ là làm của nó là cái đấy chứ, thực cái áo kia, cái áo của lốc tóc đi. Ok chị Thanh Phạm, chị Quý Phan Thị có đơn, chị Phạm Nụ có á. À, có bộ mặc đi làm không loan em có chị ơi, có cả sơ mi nhá. Cái này đèn nóng này. Địa chỉ cũ rồi ok chị. Chị cứ lên số điện thoại nha, em sẽ gửi cho địa chỉ cũ. Tại vì máy mà không có số điện thoại là sẽ không nhận đơn. Bộ B15 em còn một màu nâu thôi. Chị Đoàn Hoa có, Đức Nghĩa rồi ok em chốt đơn. Ok Trần Hà, chị Nguyễn Thương, chị nào lấy dầu gội, các chị có bao giờ dầu gội bưởi cho em nhé. Dầu gội này em bán đỉnh nhất của đất luôn. Trong các loại ạ, trong các loại là lòng dòng này em bán là nhiều nhất luôn. Tại vì các chị đã mua rồi, xong là các chị còn giới thiệu cho nhau, thì gội sướng ấy, xong là mùi nó thơm, xong là tóc của mình nó đỡ rụng. Đấy, nhất là chị nào mà sau sinh ấy, nó do kiểu theo nội tiết tố ấy, mình thay đổi nó sẽ là rụng tóc. Hoặc là rụng tóc theo mùa ấy. Có nên mùa gọi là mùa măng ấy, nó rụng tóc rất là nhiều. Thì các bác nên dùng cái dầu gội kích thích mọc tóc của cho em. Ninh Vũ rồi ok, bộ đang mặc không, em thì bán nguyên áo còn quần đang hết hàng. Còn áo thôi ạ. Đây mã này này, mã này của em xem là còn cái gì. Đấy, chị nào thích mã này các chị lên đơn nhá. Của nó là hàng này, của nó hàng SC. Hàng SC mã lộc bao nhiêu đây. Đây các chị này. Đẹp lắm. Mai lộc 14. Lộc 14 kèm số điện thoại ạ. Lộc 14 và kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn. Con này là 200 mấy. Phải nhỉ? Con này là 200 mấy sao? Bây giờ không biết để chỗ nào đâu. Cái mặt này nó mê rồi đấy. Cái áo này nó cũng zip zip. Mà đấy thì cái đấy phải hỏi ta chuông tin rồi. Không. Không bên em trên này đâu. Để linh tinh như này này. Mã bao nhiêu, mã này bao tiền đấy? Lộc 14. Thấy tiền. Mã này còn có tí nữa các chị ạ, hàng FC cho em. Form này của nó cũng là dán của lốc top nhá. Tay của nó hơi cánh rơi một chút. Con này đã 179. 69 cái mã này cũng vừa chị ạ. Mã này chắc là lộc 14 ạ. Cái gì? Áo này á? 199 đi. Thôi chắc là 235 đúng không? Hôm nay bán các chị 199.000. 199.000 đồng các chị nhìn cho em ạ. Màu này là màu này em gọi là màu bò các chị nhá. Màu bò cho em này. Màu đỏ này. Màu hồng ạ. Và tông màu da. Em đang có 4 màu ạ. Đúng không? Có màu đen không? Đen trắng có. Đen còn 1 này. Trắng còn 2 cái. Đấy đa số là có màu này này. Mai cho là lộc 10 mấy chị? 14 đúng không? Lộc 14 cho em ạ. 199.000 đồng. 199 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. 199.000 mã lộc 14 cho em ạ. Hàng đẹp các chị nhá. Cổ bọc viền cho em này, 199.000 đồng ạ. Dáng kiểu là kiểu đẹp, kiểu điệu các chị này. Nói chung là nó không đến nỗi mà nó kiểu là bánh bèo quá. Lần trước có hết hàng thì cô lại bé ạ. Hôm nay đặt lại cho cháu nhá. Lần bữa là trước cháu hết hàng phải đến gần một tháng nay mới có đấy. Lên mã này xem là lộc 14 ạ. Lộc 14 xem là 199.000 đồng ạ. 199.000 ạ. Lộc 14 các chị chọn màu, chọn size vừa. À quên, mã này là một size co giãn 40 cân đến tầm 58 cân, 57, 58 cân. Chị Tâm Nguyệt có D1 có chị ơi. Chị Ánh Nguyệt ok chút lụa 7. Lụa 7 có.
lên đồ bộ đi Loan à? Có luôn, chị ơi đợi em tí. Đây các chị này, hồng em còn sót 1-2 chiếc, đỏ cũng gần thế. Đa số là cái màu bò em mặc này, phải là tông màu màu trắng còn sót 1-2 chiếc các chị nhá. Còn đúng 2 chiếc màu trắng thôi. Đây là 199.000, lộc 14 ạ. Áo ngực em không chị ơi, quần em mặc hết rồi. Hết rồi. 199 kèm theo số điện thoại cho em. Chị lấy màu bò comment của em là lộc 14 đi chị Nguyễn Bông ơi. Lộc 14 kèm số điện thoại ạ. Tiếp vào laptop nha. Mã này còn size gì đây? Chị ơi cái hình này còn size gì? Nguyên size L á? LXL 2 size. Mã này lên cho là lộc 15 ạ. Lộc 15 em còn LXL 2 size ý chị nhá. LXL 2 size lên mã lên đơn số điện thoại ạ. Các chị từ 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Lộc 15 kèm đối thoại ạ. Mã này là 135.000 các chị nhá. 135.000 em là có mà màu trắng này, màu nâu, màu vàng và màu đỏ. 4 màu cho em nhá. Trắng, vàng, nâu, đỏ cộng số điện thoại ạ. Lộc 15. Được chưa? Lộc 15 cho là 135.000. Chị Thúy Ngọc lên số điện thoại chị ơi. Mã này lộc 15 nhá. Đúng không? Lộc 15 là mã này đấy chị này, nó là cái hình kiểu cái hình cái chuông gió ấy. B1 màu xanh lá. Chị Tâm Nguyễn ok. Mã này 70 cân không vừa. Em có xa các chị dưới 65 cân này. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Lộc 15 kèm số điện thoại ạ. Lộc 15 là 135. À 139 à. Ờ 139 em nhầm giá nhá. 139.000. Em có 2 size LXL. 139.000 đồng các chị lên đơn hàng cho là lộc 15 kèm ra số điện thoại. 139.000 đồng một áo. Dưới 65 cân thì em có size vừa nhá, đỏ, vàng, còn nâu trắng. Đỏ, vàng, nâu trắng em có 4 màu, lộc 15, 139.000. Đẹp lắm các chị ạ. Áo đang bận bên trong hết rồi, chị đỗ lướt rồi. Không, đợt này không có. Đây các chị này, hình thêu cho em. Hình của nó là hình thêu các chị nhá, rất là đẹp luôn ạ. Lộc 15, chị Thúy Hoàng ok. Lương Đông Linh lên mã hàng. Số điện thoại ok chị luôn, màu vàng này. Chị Đặng Thị Tình có đơn ạ, chị Thúy Ngọc có ạ. Mã lộc 15 cho em các chị nhá, 139.000 đồng ạ. Áo phông ACH còn, chị Nguyễn Hoa ơi, chị Nguyễn Mai Hạnh có, chị My Hà ok, chị Nguyễn Thuận, Ngọc Thuận ok, chốt đơn. Em thử con nâu các bác xem luôn. Chất nó mắt lạnh luôn ạ, giấy chống ẩm nữa chị này, siêu đẹp luôn, 135.000. Các chị lên đơn hàng kèm ra số điện thoại cho em. Hình cái này là hình chuông, kiểu chuông gió. Có ạ, đâu em có cả size M luôn. Lộc 15 ạ. Lê Thị Bé ok, chị Trần Thảo thì có đơn ạ. Mã này em đã lên đâu. Bây giờ em lên mã này mà chị có nhầm mã không chị Phan Thị Tuyết ơi. Mã này là lộc 15. Lộc 15 chị ạ. Em cho số điện thoại nhá, 139.000 đồng ạ. 139.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Nguyễn Hải có ạ, bộ hay áo ạ, chị ơi nguyên áo mà chị ỉ. Quần là 320.000 nhưng mà đang em đang hết. Quần là 320 nhưng mà em đang hết hàng.
chị có không em? Chị cứ lên mã hàng cho em đi chị. Chị ơi, cái màu nâu này em có cả MLX này. Chị Tô Thủy Kiên có lộc 15. Chị Hằng Phan có đơn ạ. Lộc 15 kèm số điện thoại chị nhá. 139.000 đồng một áo. Đẹp rồi. Cái lộc 14 đâu nhỉ chị? Màu vàng. Đây. Chị Trang Phạm có. Nhiều mẫu lắm các chị cứ từ từ nhá. Chị Lê Thắng có, chị Nguyễn Bông, chị Tô Thủy Tiên ạ, chị Long Đoàn, Loan Đoàn có, chị Hằng Phan có đơn ạ. 139.000. Chị Trần Thị Thanh Xuân có ạ, màu trắng có cả XL, chị Phan Thị Tuyết ơi. À, có XL không nhỉ? Trắng có, XL chị ơi, trắng có cả XL. Chị ơi, hôm nay hàng nó về thêm ý, với lại giá nó cao hơn. Chứ không phải là tự dưng em tăng giá đâu, hoặc là tự dưng em giảm giá đâu. Ví dụ như cái mã nào hôm trước là nó có. À, hôm trước là các chị không được chọn. Còn bây giờ các chị được chọn kiểu, chọn size vừa. Chứ hôm trước là Aloso đấy chị. Hàng này các chị đang mua 200 mấy, bên ngoài này 230, 250 cơ. Đấy ạ, chất nó đẹp đúng không? Chất đẹp lắm. Chị Thanh Phùng ạ, chị Phạm Nhung có ạ. Hết xanh rồi chị ạ, chị Đào Trần ok. Xanh không có hàng đâu. Tùy từng đợt đấy, tùy từng chuyến đấy. Hôm nào nhập rẻ hơn thì bán rẻ, hôm nào nhập cao hơn thì bán cao hơn. Nhưng mà đảm bảo các chị mua giá như em là lúc nào cũng là giá thấp nhất so với giá bên ngoài đang bán lẻ đấy chị nhá. Vàng đó là vàng đậm chị ơi, vàng đậm cho em. Màu vàng 60 cân có, chị liên cao lên số điện thoại chị ơi. Tiếp theo cho em này. Con nào lấy cá này? Cá rổ vàng. Bác nào thích cá rán lên. Con cá. Cả màu nam này, con cá đẹp. Lấy đủ rồi. Bà ta là màu vàng. Ok. Lớn này, lớn lớn. Ô màu vàng chị chỉ thấy còn ít cái dao ấy, thầy ạ. Màu vàng mẫu này còn nguyên ít thôi. Cái này đa số là có XL đấy ạ. Cái này đa số là có XL này. L còn ít này. Tiếp theo mã này các chị comment là lộc 14, à lộc 16. Lộc 16 kèm số điện thoại cho em nhé. Chị liên cao lên số điện thoại chị, 63 cân vừa. 63 cân bằng XL cho em. 63 cân là lấy XL cho em là vừa. Ai? Mai lộc bao nhiêu chị? Lộc 16 đúng không? Lộc 16 có size các chị dưới 65 cân nhé các chị nhé. 65 cân đổ về. Đa số là còn size từ 50 cân đến 65 cân đổ về thế ạ. 50 cân đến 65 cân 135.000 một áo ạ. 135.000. Các chị lên đơn hàng kèm các số điện thoại ạ. Rêu các chị này. Màu rêu này, màu vàng này. Cái chạm màu đỏ, màu trắng. 4 màu này cho em các chị nhé. Xanh lá còn ít ạ. Xanh lá là còn... size L và XL. Size lá em còn ít. Các chị lên mã này cho em là mã lộc 16 ạ. Lộc 16 cho em 135.000 một áo ạ. 135.000. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Lộc 16 này, đây là màu xanh lá. Nó sẽ có cả xanh lá, xanh rêu nhá chị nhá. Xanh lá, xanh rêu, trắng, đen, vàng, đỏ.
lộng 16 ạ, 135.000. Đây là hình con cá. Tất cả những cái hình này ý chị nhá, nó đều có là khâu tay. Để chị ạ, khâu cườm cho em này, các chị mặc nó không bị bong, các chị giặt thoải mái cho em. Đấy, nhiều cái là nó chỉ dán vào thôi, cho nên là các chị giặt nó thứ nhất là bị bong và đá nó sẽ bị rụng. Như là đá này của em là khâu tay. Các chị này, cho các chị xem luôn cái hình cái khâu tẻ mặt bên trong nhá. Đấy chị ạ, rất là tỉ mỉ luôn. Thế là các chị giặt nó không bị bong luôn ạ. Mai lộc 16 cho em 135.000, chất nó siêu mát luôn. Đấy chị ạ, chất siêu mát luôn, 135.000 một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại. Cái màu vàng nữa chị có size XL đấy nhá. Vàng con XL đấy ạ. Lộc 16 cho em thử lên con dê luôn. Đẹp lắm các chị ơi. Nhìn màu các chị này. Đấy chị ạ, đây màu rêu cho em. Lộc 16 màu rêu 135.000 ạ. Đây màu xanh, xanh này xanh rêu thôi. Xanh rêu của kèm túi thoại nhé. Bộ gối mặc ở nhà có. Ok tình yêu. Lộc 16 xanh rêu có cả LXL. Có cả size L và size XL luôn. Tiếp phông cổ nhá, phông cổ với mã polo. Chị ơi, em mặc size L này, em mặc size L cho nó thoải mái. Thì chắc em 53 cân đấy. Thì em bảo là có sai các chị từ 50 cân đổ lên đến tầm 65 cân đổ về. Mã này cho là lộc 16 các chị nhắc, lộc 16 cho em ạ. Chị Nguyễn Hồng Phương có, chị Nguyệt Hà rồi ok. Chị Cỏ May có, chị Trang Trần ok, chốt đơn hàng ạ. Lộc 16 cộng số điện thoại ạ. Được chị Tâm Nguyễn ơi, ok chị luôn. LD1 xanh lá với lại B15 size L màu lâu có ạ. Sao đây? Chị Thùy Dương thì xanh rêu ok chị. Võ Thanh Mai ạ. Chị Nguyễn Hà, em ở Tuyên Quang chị nhá. Chị Đặng Duyên có lộc 16 màu xanh ạ. Tiếp theo mã phông polo nữa các chị này. Phông này phông polo cho em. Mã này lấy nhã bao nhiêu đấy? Polo. Đấy, đằng trước mặt chị đấy. Ca mở ba. Ca ba. Không cảm chị ngáp tất nét nên là thôi chị sai chị sửa. Đây này bộ lụa vẫn còn ở trong này này. Bộ lụa mà trước tôi khách báo hết là chưa còn sót mấy bộ trong này. Rồi em đây hai. Đấy là trước bộ lụa khách nhỉ. Em lấy lại nó để có cái. Chị Quỳnh ơi, ra đây nào. Ra đây. Ra đây. Ở đâu chị ơi? Đây chị ơi. Đỗ Huyền này, chị đang hỏi chị Quỳnh là chị nào.
đây chị Quỳnh đây, chị Quỳnh đây, chắc là hay cho tôi em đây. Đấy, giọng chua như mẻ luôn. Giọng chua như mẻ luôn. Chị Huyền, à chị Quỳnh nhờ. Hải Phòng. Thế là chị Nga Trần. Đây là số điện thoại chị nhá. Có mỗi con hài thôi, khách cả tin tưởng. Mày không có độ gì. Toàn là em ơi, có phải nhà mình có số lừa đảo. Thế hài ấy chưa cập nhật số đấy. Em hỏi số của người ấy. Nhưng mà nó có anh ấy. Đây mã này là gì đấy? MK3. Mã này các chị coi là mã MK3 các chị nhá. Không, này là không mã MK3. Em có là size ML 2 size các chị này. 40 cân đến tầm 62 cân đổ về. Mã này từ 40 cân đến 62 cân đổ về chốt đơn các chị nhá. Nó là 28. Nó này nhỏ thôi. Để chị bán hàng. Em nó có trắng này, đỏ. Chị ơi lấy móc cái mẫu này có treo mẫu ra chưa? Thằng này còn chưa cho mẫu ra cơ ấy. Bán gần hết rồi mà còn chưa cho mẫu ra. Ui cái màu này, cái viền cổ rất là xinh luôn các chị nhá. MK3 cho em ạ, 62 cân đổ về em chút đơn. 139 nghìn đồng các chị yêu. Được chưa ạ? 139 nghìn đồng các chị yêu mình luôn ạ. 139 nghìn đồng mã MK3 kèm theo số điện thoại ạ. Được chưa ạ? MK3 và kèm theo số điện thoại cho em. Đỏ này, màu đen này các chị này, đỏ đen trắng vàng, đỏ đen trắng vàng hồng nhá các chị nhá, 5 màu cho em ạ. Đỏ đen trắng vàng hồng các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại ạ. MK3 cho em ạ, siêu đẹp luôn ạ, siêu đẹp luôn. 139 nghìn đồng các chị lên đơn. Chất hàng này của nó là phong polo cho em các chị nhá, phong polo cho em ạ, xịn sò luôn. 139 nghìn đấy, chất đẹp và đỉnh lắm các chị ạ. Màu vàng này, màu nạm xinh vàng, bên ngoài nó sẽ đậm con trên lai một tông các chị nhá. MK3. Chị ơi đừng cho địa chỉ, lúc nào nhà em gọi chốt đơn các chị cho địa chỉ sau đi. Đây màu hồng này. Tại vì kể cả các chị cho địa chỉ nhà em vẫn phải gọi điện để chốt đơn ý. Vẫn phải gọi điện để xác nhận đơn hàng. Thì không tự dưng em dám gửi cho khách đâu. Chị Hường Hoàng Thị có 63 cân tùy chiều cao nhá. Mã MK3 cho em màu hồng này. Đấy chất đỉnh lắm các chị ạ. Chất phông của nó toàn bộ 100% là cốt tông. Cho nên là các chị yên tâm luôn về chất lượng, giặt nó lì lắm, nó không bị giãn. Thì chặn nó không bị gọi là bị bai, bị xù ấy. Dòng này nhà em bán là bao nhiêu năm rồi? Chị Vân Vân này, nhà em có xỉ, chị ơi, có xỉ. Đấy chị này, nhìn đường viền từ cái đường may cho em này, rất là đẹp luôn nhá, cổ bọc viền hết cho em. Từ cái đường mách của nó này, đấy cho các chị xem gần luôn, nét căng luôn ạ, không có một đường may lỗi. Không một đường may lỗi luôn, lên đơn hàng cho làm MK3 kèm theo số điện thoại. Lấy móc treo đi chị. 139 nghìn. 139 nghìn đồng cho em. MK3 kèm theo số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Em thử con màu vàng, màu vàng này nhìn yêu. Này cái cúc của nó cũng theo màu áo luôn nhá. Cúc còn theo màu áo luôn chứ không phải cúc trắng đâu các chị này. Cúc theo màu áo luôn. Đẹp nhở. Ok, được, đổi mã được chị ơi. Áo là 139 nghìn. Còn quần em đang hết hàng. Quần đang hết hàng. Em có nguyên áo đâu. Chị Kim Danh Vũ rồi, ok chị. MK3 cho em 139. 139 nghìn đồng một áo, các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Chọn màu vàng này, vàng trắng đỏ hồng, vàng trắng đỏ hồng đen, 5 màu cho em các chị nhé. 5 màu và có 2 size ML. Đây có 2 size ML, mã này là 139 nghìn. Chị Hoa chị vi diệu quá đi. Đó 139 nghìn đồng một áo, các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Chị gái út nhỏ Tô Thủy Tiên có ạ. Quần đang mặc hết rồi. Chị Nga Trần có ạ. Chị Lê Thắng có, ok chị luôn. Kim Danh Vũ có ạ. Chị Hải Hoàng, Hoàng Hải Yến có. Chị Hương Bùi có đơn ạ. 139 nghìn đồng một áo mã MK3 cho em nhé. MK3 chị Minh Anh có. Chị Dung Tạ rồi, ok chút vàng trắng này. Chất đẹp với mát chị ơi. Em mặc size M. Đến mã này nó chỉ có 2 size thôi. 42, 41, 42 cân đến tầm khoảng 55 cân là các chị mặc vừa size M nhé. Và từ trên 55 cân đến tầm 60, 62 cân các chị mặc trên size L. Lên đơn hàng cùng với số điện thoại. Bây giờ chị gửi đẹp là form sáng lên xinh với chị này. MK3 139 nghìn ạ. 139 nghìn. Chị Đại Hồng Thành Nguyễn, ok. Em thử các chị xem màu hồng này.
cái cúc của nó theo màu áo luôn ý, đẹp lắm các chị này. Chạm màu hồng cho em, chân này mặc nó không bị nóng. Thế em ít phông lụa nhá. Vâng, cho em số điện thoại các chị gái ơi. Chị em sửa tiền. Vâng, chị em sửa tiền. 0905 rồi. Cái màu hồng đấy ạ. 0325 68 à. Rồi, ok, để em tìm màu hồng cho em. Của chị có vẻ là cũng đi nhau. Rồi, 530. Đây, chị Vân An đây, màu hồng này. Chị Nhân Nguyễn, Nhàn Nguyễn, em nhìn thấy chị nhá. Chị Anh Phan. Anh Phan lên số điện thoại chị ơi. Chị Vân Mai rồi, ok, chị em chốt đơn. 139.000 ạ. Bây giờ em vào ấy có trừ đi 15.000 cho chị ấy, giao đơn cho em giúp em nhé. 139 ạ. Kém sửa tiền luôn ạ. Đây các bạn này, chất đẹp, mướt tay. 139 cho em. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Chị Ngô Thị Trâm ạ, chị Tương Tương ạ, trắng hông đủ size. Chị Chi Nguyễn, ok em chốt đơn. Đẹp mà, các màu đều xinh luôn. Em qua mẫu nhá. Mã này đến lọc bao nhiêu đây? Trắng đấy. Mang lên xem nào. Cũng thế mà. Khác cái này này đang mọi chị phân ra. Cái gì? Nó mỗi tí cái phụ kiện thôi. Chị mã này là mã gì? Lộc bao nhiêu chị? Lộc 17 nhá. Mã cho em là lộc 17 cộng số điện thoại ạ. À. Con này của nó là áo điệu. Đen S chưa? Nó có SM đúng không? SM 2 size. Đen trắng hồng. Đen trắng hồng. Đen trắng hồng. Đen trắng hồng đỏ. Đen trắng hồng đỏ ạ. Mã này cho em là mã S. À, mã lộc 10 mấy? Lộc 17 ạ. Lộc 17 cũng số điện thoại ạ. Ủa chó đen có nữa mà chị. Mã lộc 17 cho em. Mã lộc 17 cũng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Mã em có là cái phần này của nó là chất của nó chất von chị nhé, chất von tơ cho em và cổ tim. Siêu đẹp luôn, cái phụ kiện này các chị không thích các chị có thể tháo đi được. Chị chạm phụ kiện không thích các chị tháo đi được cho em. Em đang có đỏ này, đỏ đô các chị nhá. Đỏ đô và mỗi này em có 2 size SM. Đấy chị ạ, có 2 size là size S và size M các chị từ khoảng là 40 cân đến tầm khoảng là 62, 60, 62 cân đổ về em chốt đơn. Mã sản phẩm cho là lộc 17 ạ. Một lộc 17 cho em là 239.000 áo ạ. 239.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại ạ. Đây các chị này, nhìn màu này. Siêu đẹp luôn, con này hàng Quảng Châu các chị nhá. 239.000 đồng lộc 17 ạ, kèm theo số điện thoại cho em. Chị Hương Chu ạ, màu hồng có cổ vừa mặc là lộc à là mã MK. MK mấy nhỉ? Màu hồng vừa xong là mã MK3 chị ơi, không có cổ ấy. Chị Trang Phạm rồi, ok chốt đơn. Cổ trắng chai neo á. Đây á, 139 chị ơi. Con này là 200 bao nhiêu tiền chị? 239.000. Chị chạm mã này là 239.000 đồng các chị này. Lên đơn hàng và kèm các số điện thoại cho em. Mã này cho em là mã lộc 17 chị nhá. Lộc 17 các chị chọn màu, chọn size vừa. Đỏ đen hồng trắng 4 màu ạ. Đỏ đen hồng trắng và kèm các số điện thoại cho em. Đẹp lắm luôn ấy. Hồng có hàng không? Màu hồng xinh. Đỏ đen hồng trắng ạ, lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại trên mình chốt ạ. 239.000 đồng một áo ạ. 239.000. Trắng mã này là mã lộc 17 chị ơi, lộc 17 ạ. Hồng. Vâng.
hồng, em mặc size S này. Mã này có SM nhá. Mã này có size S, size M, lộc 17 ạ. Chị Trâm Lương có lộc 17-59 cân. Chị Mai Lê, chị Đinh Trà, ok em chút đơn. Có áo sơ mi chị nhá, em có sơ mi. Mã này có 4 màu ấy ạ. Chị Lan Thu, ok chút MKB này. Đỏ đô, hồng, trắng, đen, 4 màu. Đỏ đô, hồng, trắng, đen, 4 màu cho em ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị ơi, bỏ cái này xuống cho em. Hát Đỗ Thị có đơn ạ, 15-16 này. Đỏ vàng trắng đen 4 màu. Ừ. Đỏ có chèo đấy không? Đỏ không có chiếc đấy đâu. Đỏ đây rồi. Đen khoảng gần ra. Đỏ đen trắng vàng 4 màu. Chị ạ, mã em có đẻo đỏ đen trắng vàng các chị nhá. Mã em mã bao nhiêu đấy? Lộc 18. Lộc 18 ạ. Lộc 18 mà kèm số điện thoại ạ. Chị ạ, lộc 18, em có đỏ đen trắng vàng nhá, có size các chị 62 cân đổ về. 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Đó, 40 cân đến 62 cân đổ với em chút luôn hàng ạ. Lộc 18 mà kèm theo số điện thoại ạ. Tây lộc 18 các chị này. Đỏ của nó là đỏ đậm nhé các chị nhé. Đỏ đen trắng vàng 4 màu, size ML, 40-62 cân đổ bén chốt đơn ạ. 40 cân đến 62 cân, 139 một áo ạ. Chất không này thì các chị không phải nghĩ luôn. Tại vì dòng này thì em bán lại chuyên về dòng mắc đen với lại dòng polo này cho em. Chị Kiều Thương ok ạ. Sắp lên áo chống nắng ngắn xem lại nhé. Ok chị Hương Chu để em một tí nhá. Mãi lộc 18 ạ. 139 ạ. 139 đồng một áo các chị lên đơn hàng ạ. Đỏ đen vàng trắng, các chị nhìn màu đỏ này. Logo cho em rất là đẹp luôn. Và cái họa tiết viền cho em nó làm rất là xinh đấy chị nhá. Pha của em là hơi nâu nâu ấy. Đấy. Cho nên lên form nó đẹp. Áo này 139 nghìn đồng chị ơi. 139 cho em. Toàn bộ hàng túi zip các chị nhá. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. 139, chị ơi lộc 18. Chọn màu luôn chị ơi, tại vì mã này em cũng chưa về được bù hàng thêm ấy. Bây giờ nó còn sót một ít thôi. Chị Ngọc Ninh Nguyễn ok chốt đơn hàng ạ. 139.000 đồng ạ. Có mẹ lộc 18. Chị Linh Cá Hồi Sapa rồi ok chốt đơn. Ngọc Ninh Nguyễn có lộc 18 này. Chọn màu chọn size vừa, giống 65 cân thì không vừa. Chị Lương Lung Linh ok chốt lộc 18 này. Đấy, chất đẹp các chị nhá. Viền cho em cũng rất là xinh luôn như này ạ. Lộc 18 kèm số điện thoại ạ. Lấy em con mã phong PC đó, PC2. Vậy lấy chị cái viền ơi. Cái kìa, treo màu ở đây. Cái chiếu xanh là chưa treo thôi. Để đi ăn hải sản à. Tiếp nha, em qua mẫu nhá. Còn nhiều cái đẹp lắm mà em muốn lên luôn. Nhưng mà bây giờ mà để một buổi trưa mà em like nhiều mẫu quá là các chị sợ các chị lại không biết là chọn mã nào luôn. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu này lại không có hồng chị ạ. Mẫu này không có hồng, có mẫu khác có màu hồng thôi.
chị một mẫu không rộng. Này có cái phông dáng rộng này xinh. Chị nào cũng thích ôm này, các chị lấy rộng này cho em. Đấy chưa, toàn bộ hàng VIP nữa chị này. Siêu đẹp. Đấy chưa, chị nào cũng thích mẫu mẫu ôm này, các chị thích lấy mẫu rộng này cho em này. 65 cân các chị mình thoải mái nhá. Từ 45 đến 65 cân lên chốt đơn. Mã này lộc 19 ạ. Lộc 19 cộng theo số điện thoại ạ. À. Em đang có màu này là em gọi màu hồng với chị nhắc màu hồng cho em. Mặc áo hồng trắng và đen. Hả? Cái gì mặc áo hay quần thì mình cười. Cái này các chị mặc với lại là quần sock ấy thì nó sẽ đẹp hơn, nó kiểu dạng dấu quần ấy. Thế trợ kiểu dạng phong dấu quần cho em. Mã này lộc 19 các chị nhắc lộc 19 ạ. À, hôm nay mà các chị bao nhiêu tiền? Rồi chào các chị giá 155.000. Kỷ niệm nhé các chị nhá, hàng 380, bây giờ em xả các chị 155.000 đồng một cái. Lên mã, lên đơn cũng số điện thoại cho em, 155.000 đồng các chị nhìn hàng này. Siêu đẹp luôn, đính đá cho các chị nhá, đính đá và phông dáng rộng, phông dấu quần. Phông rộng, phông dấu quần cho em ạ, lộc 19 ạ, lộc 19 ạ, cộng cho số điện thoại, em mặc màu hồng. Nhưng mà nó không hẳn là màu hồng phấn đâu các chị ạ, màu hồng này hồng đậm cho em ấy. Hồng đậm cho em ạ, lên đơn hàng kèm theo số điện thoại nhá. 155.000. Lên phông kiểu đi à. Đấy, người thích phông đơn giản, người thích phông kiểu. Đây các chị nhìn nàng này, quá đẹp luôn. Cam này em hình như là còn có sót hai cái màu cam nữa. Còn hai cái màu cam. Các bạn nhìn hàng này, đỉnh gọi là đỉnh của chóp luôn. Mã hàng chưa là lộc 19 nhá các chị nhá. 155.000 một áo á. 155.000. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ, lộc 19 ạ. Chọn màu, chọn à. Cái này là các chị thoải mái dưới 65 cân để phông rộng co giãn, thoải mái. Phong này phong dấu quần, các chị bảo quần sóc là đẹp này. Cắt cái này xuống cho em đi chị ơi. Càng có mỗi con. Lụa đâu, lụa mỗi con. Đây mã này phông này là phông lụa, đây phông lụa các chị luôn nhé. Đa số là đỏ nhỉ. Lục 20. Đỏ là có ML. Lục 20 đỏ em có MLXL các chị nhá. Lục 20 kèm số điện thoại ạ. Dưới từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã hàng cho là lục 20 kèm theo số điện thoại ạ. Chất phông lụa cotton tông thì em các chị đã nhận hàng ạ. Các chị nhận được hàng các chị vào cho em xin một cái phản hồi với. Đấy. Em đang có đa số là mẫu này em có màu đỏ, màu trắng còn ít, vàng còn đúng 2 chiếc. Vàng còn 2, một cái size M này. Đó, một cái size M, hai cái đều là size M hết. Lộc 20 ạ, à, lộc 20 kèm theo số điện thoại ạ, à, 169.000 một áo ạ. À. Đây trắng một size L. Này. Lộc 20 cho em 169.000 đồng ạ. À. Trắng lại có nguyên size L này chị nhỉ. Đỏ, đỏ là có ML. Thế nhiên đỏ chỉ có ML. Dưới 60 cân nhá, bây giờ em chỉ còn xa các chị dưới 60 cân thôi. 40 cân đến 60 cân ạ, lộc 20 kèm theo số điện thoại ạ. Lộc 20 kèm số điện thoại cho em áo là 169.000 đồng một áo. Chị Kiều Thương ok em chốt đơn. À, quần em mặc hết sạch tính xanh luôn. Còn mã lộc 20 cho em ạ. Kèm số điện thoại nhá, 169.000. Các chị chọn luôn màu của em với, tại vì là bây giờ cái mẫu này thì em nó đang lẻ. Đa số là còn màu đỏ, cái trắng còn ít, vàng còn ít nhá. Và em cũng còn size M này. Vàng còn đúng hai cái size M thôi. Và còn đúng sót hai cái size M. Các chị lên đơn hàng cộng theo số điện thoại ạ.
đẹp, đỉnh của shop luôn. Màu vàng bên ngoài nó sẽ là đậm hơn trên line nhá. Màu vàng đậm ý, màu vàng đậm. Lộc 20. Áo kẻ còn em ơi, Trần Thị Hằng có lộc 19 ạ, chị Trần Thảo có ạ, như Mai Nguyễn ok chúc đơn. Cái gì đấy? Còn đánh bớt tiền. Còn thu rút tiền ra trên bill thì rất là đẹp. Đưa cháu xem cái đấy xem. Qua mấy đơn như thế em nghỉ phải không Nguyễn? Bên trường. Từ hôm qua mấy đơn như thế nào? Xem chi tiết gửi trong sổ. Lục 20. Không có cổ tim với chị Tân Nguyễn ơi, em chỉ còn cổ tròn thôi. Chị Trang Phạm, chị Trần Thảo ok. Chị An Trần có đơn ạ. À, mình vừa nhận được tiền nhưng không đội này đẹp đỉnh của đỉnh. Em cảm ơn chị Vở Nguyễn nhá. Chất này của nó nếu mà các chị mua ngoài toàn hơn 300 thôi. Toàn hơn 300 tại vì hàng này mình em là ôm lô. Để cho em ôm lô vàng 60 cân, đợi em một tí nhá. Màu vàng này không có size của 60 cân đâu, nhưng em sẽ lên các chị mẫu khác là có màu vàng của 60 cân. Chị lấy hộ em cái mã for lụa 13 đây. Lụa 13 là có size của 60 cân, à 65 cân đấy. Lụa 13 là trên cái kìa, hình cái lá phong ấy. Đây. Đây đâu, cái mẫu đấy lấy đâu mà màu vàng. Màu vàng hết ít rồi. Của cái mẫu lụa 13 mà. Hết sạch á. Sao các chị kết màu vàng nhiều thế nhỉ? Màu lụa 13, màu vàng không còn ít rồi đâu. Còn màu vàng còn đúng hai cái size M thôi, 60 cân không vừa đâu chị ạ. À, nước giặt em còn, nước giặt em đang sale là 139.000 hai can chị ạ. À, em đang sale 139.000 đồng hai can nước giặt, các bác lấy dồn đơn luôn. Nhiều chị người được áo này rồi. Tức là các chị khen dã man luôn. Rồi chị Biện Mẫn nhá, vàng đỏ 53 cân thì có size vừa. Chị Huế Tông Thị cứ comment là nước giặt đấy chị. Nước giặt kèm số điện thoại ạ. À, chị Hồ Chi ạ, à, comment mã hàng cho em. Lộc 20 không còn XL đâu chị ạ. À, mã này thì còn XL này. Mã này thì em có cả MLX. Thấy chưa? Mã này thì em có cả MLXL. Mã này là mã gì đây? Mã mới này là cái gì? 7 thế sao ấy? Mọi người nhìn hộ em xem là mã này là mã bao nhiêu đấy? Hàng ngay nhìn xem mã này mã gì đấy? Em phải dơ ra cho. MK9. Đấy, mã này là mã MK9 đấy chị này. MK9 kèm số điện thoại cho em một con phông cốt tông lụa các chị nhá, rất mát, nhẹ nhàng. Đấy, thoải mái dưới 65 cân nhé, em có size vừa. Mã hàng cho là MK9 ạ, vải chất mát mặc thích lắm. Đấy là các chị ơi, vào mùa hè các chị mình mặc với sướng. Mùa hè nóng các chị mặc cái chất này với sướng các chị này. Áo này là mã MK9 cho em. Các chị chọn cho màu hồng đậm nhá. Màu trắng này. Đấy chứ ạ, màu trắng này, màu hồng nhạt và tông màu xanh. Đấy, hồng nhạt này và tông màu xanh cho em ạ. Mã hàng cho là MK9 ạ, kèm cho số điện thoại. 169.000 đồng chị ơi, 169.000 ạ, dưới 65 cân nhé, em có size vừa nhá. Dưới 65 cân là nhà em có size vừa. Lên mã hàng là MK9 kèm số điện thoại chị Lê Nhữ rồi ok chị em chốt đơn. À, vải mặc chất mát thích lắm, em cảm ơn chị. Dồn đơn nước giặt ok. Chị Hồ 50, lộc 20 là bao tiền đấy mọi người? Lộc 20 cũng bằng tiền chứ, 169.000. Mã này là MK9, chị Linh Dương ok, chị Nhất Hào rồi ok chốt đơn hàng ạ. MK9 kèm số điện thoại đủ size MLX chị nhá. Dưới 65 cân nhà em có size vừa. Từ trên 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Cái hình này của nó em là hình thêu nhá. Hình thêu. Toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Các chị đang mua 350. Để chặn giá lẻ nhá các chị nhá. Giá bên ngoài các bạn bán rất là cao, nhưng mà hàng này nhà em là ôm, tắt ôm lô ấy. Để chặn em ôm lô và bán các chị là giá. Giá thì gần như kiểu khách xịn chốt không được ấy. Đấy, cái mà các chị mua lẻ trên line nhà em là chỉ có 169.000 đồng thôi. Mã MK9 cho em ạ. Chị Cẩm Tú Cầu có, Thành Nguyễn rồi, chị Thủy Nguyễn có, chị Nguyễn Tuyết rồi, ok chốt đơn hàng ạ. MK9 em thử mặc con màu trắng này. Trắng cũng xinh. À, con màu xanh đi. Rồi, lên màu xanh đi, màu xanh này xanh 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 nhạt nhạt cho em này. Đấy, màu nào cũng đẹp luôn, nó chỉ có 4 màu thôi nhưng mà không có màu đen chị ơi, không có màu đen đâu.
hầu như là những cái dòng phông lụa thì em sẽ không có màu đen. Đấy, nó chỉ có những cái tông màu như này này. Gần như cái áo thổ ấy. Nó họa tiết nó gần như cái áo thổ ấy. Siêu mát luôn. Đây màu xanh này, nhẹ nhàng lắm. Đấy ạ, nhẹ tênh tênh luôn. Đặng Dung ạ, chị Linh Thanh có ạ. Có mã lụa có màu đen chị ạ, nhưng mà mã khác, nó không phải mã này. Chị Thắm Nguyễn ok chốt đơn ạ, mã hàng cho là MK9 nhá. MK9 kèm số điện thoại ạ. Chị Trần Thảo có xanh này. Em thử mặc nước giặt gì đây Loan? Chị ơi, nước giặt Lavi chị ạ, nước giặt Lavi của anh Dương. Nó là cái một thùng 2 can ấy. Nhà em vẫn đang bổ sung hàng đấy, vẫn đang bổ sung. Thì không biết, chắc là chuyến sau về thì nó sẽ là giá trở về giá cũ nhá. Còn bây giờ nhà em còn số lượng ít thì em bán cho các chị giá này. Ngày hôm nay là ngày lộc đầu tháng. Chị ơi, lấy hộ em cái thùng nước giặt đấy. Lên các chị xem cái màu hồng nhạt của nó này, hồng nhạt cũng xinh. Nói chung là toàn bộ hàng thêu. Đấy chứ, những cái họa tiết của nó toàn bộ hàng thêu cho các chị luôn. Chạy về nơi phía anh ấy. Đây này, màu này nhẹ nhàng, cũng khủng luôn. Chị Trần Liên lên số điện thoại chị. Quần em mặc đang hết rồi, chị ơi. Hết rồi. Lan Lê Thị có ạ, Thi An Trần rồi, ok chị em chốt đơn. Chị Trần Liên che số điện thoại nhá. Đây nước giặt đây cô ơi, cháu đợi cháu một tí, đang vào kho lấy nhá. MK9 chị ơi, MK9 đây là màu hồng nhạt nhá. Thế lâu chưa nhận được hàng á. Chị Phạm Thị Thúy rồi ạ. Chị Loan trọng lên số điện thoại chị ơi. Bán. Đây nước giặt đây các chị này. Nước giặt đấy biết bán bao nhiêu nghìn thùng rồi mà. Mà lai nào khách hàng cũng hỏi. Đấy cho chị xin cái kéo đây nào. Đây nước giặt đây chị ơi. Toàn bộ hàng của Ánh Dương cho em. Toàn bộ của nó sẽ là một thùng 2 can các chị nhá, một thùng 2 can mỗi can là 3,6 lít. Thùng 2 can mỗi can 3,6 lít cho em ạ. Các chị lên mã sản phẩm chứ là nước giặt kèm các số điện thoại ạ. Đây các chị này, cái này là toàn bộ hàng nó còn sót một ít thôi. Thì hôm nay ạ, em bảo rồi lộc lá đầu tháng ạ, cho các chị giảm nốt là lô này là 139.000 đồng các chị nhá. Là 2 can liền ý, 2 can nước giặt cho em ạ. Hàng của công ty Ánh Dương ạ, lên mã sản phẩm chứ là nước giặt kèm các số điện thoại. Một thùng 2 can, mỗi can 3,6 lít, tổng cộng là một cái thùng này nó sẽ là hơn 7 cân. Và toàn bộ hàng em nó là kiểu là dặm sữa giặt đấy. Thơm ạ, giặt sạch các chị nhá. Thơm này, sạch này. Và các chị đã tiết kiệm một khoản mà các chị mua nước xả vải ấy. Đấy không? Cái ấy đâu nhỉ, cái dây gấu. Thơm lắm các chị ạ. Nhà em đang giặt cái này đấy. Thấy chưa? Tiết kiệm, siêu tiết kiệm luôn. Tại cái thời điểm này kiểu là mình đang được trợ giá ở công ty ấy. Nên mình được giá đẹp nha các chị nhá. Nếu mà các chị mà mua giá lẻ ấy,
thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 180 đến 200 nghìn một can, và giá niêm yết tại công ty của nó là 250 nghìn một can cơ. Các chị nhìn hàng này, nó đặc như thế này luôn đấy chị ạ, nó đặc như thế này luôn, các chị nhìn cho em ấy, siêu tiết kiệm luôn ạ. Ngày hôm nay ạ, lộc lá các chị nhá, 139 đồng cho em một thùng 2 can. Các chị lên đơn hàng cho là nước giặt cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Không thơm lấy tiền luôn, là ngửi mùi muốn ăn luôn, ngửi mùi là muốn ăn. Nước giặt cho em nhá, 2 can nước giặt ạ. Chị ơi, chị cứ lên nước giặt cho em. Phông đen và xanh có màu, hôm nay không có đen và xanh coban chị ơi, áo em mặc không có đen và xanh coban đâu. Bạn nào chốt nước giặt các chị lên đơn hàng cho là nước giặt kèm cho số điện thoại ạ, 129 nghìn đồng các chị nhá. Giá này các bác ạ, giá đẹp luôn đấy chị ạ, giá đẹp luôn mà hẳn 2 can liền cơ, hẳn 2 can liền đó các bác. Tiện thì mình ship luôn cùng đơn hàng quần áo ấy các chị này, siêu đặc luôn ấy, cho nên mình dùng nó rất là tiết kiệm đấy, nó không bị loãng ấy, nó không bị loãng và mùi nó rất là thơm luôn, giặt sạch được nhiều bọt các chị nhá. Lên mã hàng cho là nước giặt cộng đeo số điện thoại, bác nào nhận được nước giặt các bác vào cho em xin một cái feedback với ạ. Một thùng 2 can liền, mỗi can thì em là 3.6 lít các chị nhìn hàng này, cầm sái tay luôn đó các chị nhá. 139 nghìn ạ một thùng, 139 nghìn đồng cho em một thùng ạ. Chị Quân Vũ Hoàng Quân ok, chị Hà Mai chốt đơn hàng ạ. Quần sóc gì ạ à, em? Hello. Quần sóc gì? Thơm á. Vừa mới bị rơi ấy là một tí ra tay mà không phúc luôn. Để các bác lấy nước giặt các bác báo nhân viên nhà em nhé. 139 nghìn một thùng nhá các chị, hay một thùng 2 can, không phải một can đâu, một thùng 2 can liền. Các chị có lấy nước giặt cho em là một thùng đấy, mỗi thùng là 2 can, 139 nghìn ạ, 139 nghìn đồng một thùng. Chị Nguyễn Thị Tuyết ok, chị Đặng Dung lên số điện thoại cho em, Đặng Dung lên số điện thoại cho em ạ. Chị Bùi Nguyên ok, em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Hằng, nói chung là một thùng của nó sẽ là ngẫu nhiên 2 can một hồng một tím cả thùng cho em các chị nhá. Lên đơn hàng cho là nước giặt cộng theo số điện thoại ạ, thùng 2 can. Chị Nguyễn Hằng có ạ, chị Bùi Uyên à, Bùi Uyên có MK9 ạ. Các bác nhanh, tại vì giá này vẫn đang ở chợ giá, ở chuyến sau về nó sẽ cao hơn, đợt này về cước cao lắm, cước cao. Bây giờ em còn sốc một ít với lại lộc đầu tháng ấy, em tặng các chị giá 139 nghìn đồng ạ. Chị Hương Hoàng Thị, chị Hoàng Anh Tuấn ok chúc đơn. Nước giặt nó là nước giặt Labi, nước giặt của Ánh Dương ấy, của công ty chị Việt Tu rồi ok. Nó là kiểu giọng sữa ấy, đặc lắm chị ạ, nó đặc lắm, cho nên mỗi lần ạ, em chỉ cần cho nửa nắp là giặt sạch thoải mái luôn, mà nó thơm, tiết kiệm được hẳn một khoản mà mình đi mua. Mình mua cái nước xả vải ấy. Đấy, tại vì cái này là nước giặt 2 trong 1, nước giặt 2 trong 1 luôn, sạch và thơm. Rồi ok, 2 thùng ạ. Chị Phúc Búa có ạ. Bộ này giá bao nhiêu? Chị ơi em bán nguyên áo, còn quần em đang hết hàng. Áo là mã MK9 là 169 nghìn. Thì nhá, áo em mặc là mã MK9 ạ, 169 nghìn đồng một áo. Ok, thì Đỗ Thị Hạnh, chị Thanh Ngọc, chị Phương Bùi, chị Hồ Phương ok em chốt đơn hàng ạ. Nước giặt kèm số điện thoại, các chị có lên đơn cho em ạ. Các chị cố gắng ạ, lấy nói chung là dưới 3 thùng thôi nhá. Dưới 3 thùng lúc nào hết thì lại báo em tiếp. Tại vì bây giờ nó còn số lượng ít ý. Nó đợt sau về nó lại tăng giá. Đợt sau về thì giá nó lại có lẽ là nó sẽ hơn, nó sẽ không có giá như ngày hôm nay nữa. Để hôm nay các chị được mua giá rẻ để các bác ạ, tiện các vị chị chốt luôn, nhưng mà cố gắng trên là dưới 3 thùng thôi nhá. Để chạm mình chia nhau. Chị Ngô Tơ rồi ok em chốt đơn ạ. Quần em mặc là hết rồi chị ơi, quần em mặc là 320 nhưng mà hết hàng rồi, đang đợi hàng về. Chị Lành Trần có ạ, MK3 với nước giặt này. Lên mã lên đơn và kèm cho số điện thoại. Áo em mặc là mã MK9 ạ. Không, quần người ta đang mặc đòi nhường. Không còn cái nào, đợi chị bảo, đợi chị mấy hôm nữa đi. Không, em mặc là nguyên áo thôi, quần em mặc là quần rời, chị Hiền Phạm nhá. Em mặc là quần rời, đầu bật quá. Trời ơi, chị ạ, đầu tháng có được tướng. Cái gì mà đầu tháng? Còn nắng ngắn chị có lên đơn đi chị ơi, nắng ngắn em đủ màu đủ size. Chị hả? Chị sao đâu. Nha, cứ gửi lên đi để em gặp thì em báo. Ok, em là quen rồi. Vâng.
Em nghỉ nhá. Nghỉ đi nhỉ. 3 giờ nghỉ thì nghỉ. Em nghỉ đây, em nghỉ nhá. Tối em lên tiếp nhá. Tối em lên tiếp. Bye bye các chị yêu. Chị nào lấy cái gì thì chốt luôn để em tắt like đi ạ. Cho em cái này xuống đi chị ơi. Bên kia cả nhà. Bên kia cả ai ghét bên này cả. Như nào nên nhắn vào đâu đây? Nhắn vào, có nghĩa là nhắn vào nhóm tu viện thì lại bảo là đẩy sang nhóm của Liêm, đẩy sang nhóm của phó giám đốc, phó tổng giám đốc thì trả. Ở trong đấy có phó giám đốc, cho vào nhóm của phó giám đốc với giám đốc trả đi. Các chị đang bận. Sửa tiền này là mình nhân viên nhặt thiếu hàng này. Như cái đơn vừa nãy là hàng nhặt thiếu này. Cô chị cái gì đây? Nó linh tinh. Chi 4 cho người bao nhiêu cần? Nước, dưới nước cơ mà. Tên đen của ta này. Ok các chị yêu. Em tắt like đi nha các chị ạ. À.